Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vơi vợi, dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi. Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa, còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng. Tóc gió thôi bay những ngày thơ. Tình em đó hôm lặng lẽ tháng ngày bên vừa, tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi. Tình em như gió khao, tình em như sóng xô giặt trôi, đến bên bờ có người mong nhớ. Dù xa nhau đó xưa vẫn cài trên mái tóc, tóc gió thôi bay những chiều mưa. Mùa này chiều không buông nỡ, vô vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây, Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em thương ơi, tưởng như còn đây. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái xét đồ đông gần em bay hiu hiu gió lạnh. Thôi rời ta bên nhau một chiều tan lỡ, đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nỡ, vô vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, con góc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai, hơi ấm chào em tuổi thơ ngây, thương như còn đây. Chiều không buông nỡ, vô vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, nỗi nhớ. Còn
gió thôi bay những người thương. Và một tràng hô tay lớn thật lớn cho Đức Vịnh và Quyên Anh. Thật sự là chú thán phục tụi con đó. Tụi con đã làm một cái điều mà bây giờ ba giám khảo lại khó khăn nữa trong nhận xét của mình. Xin mời giám khảo Hoa Nhật Nam. Chú nghi hai đứa hát nhép quá. Dạ cái này không thể nào hát nhép được. Chú Hoàng Nhật Nam ơi, không bao giờ hát nhép mà có được một cảm xúc như vậy trong cái câu hát, trong cái cách thể hiện, trong gương mặt như vậy. Hai đứa con quá thông minh. Trang là người bàng hoàng nhất. Bởi vì ngày hôm nay đến với chương trình, mình không nghĩ là mình đang ngồi ở một chương trình dành cho các em mà còn đang đi học. Hôm nay chương trình cặp đôi vàng nhí là tài, đúng là không đợi tuổi. Trời ơi, tôi ngồi tôi nghe hát từng cái chữ xử lý mà tôi nói trời ơi cái gì vậy. Tôi đang nghe một em nhỏ hát sao mà hát khủng khiếp quá. Phải nói là hai con là hát quá khủng khiếp luôn. Bởi vì trời ơi cái cách xử lý từng cái bỏ nhỏ, từng cái ngân để mà lúc to lúc nhỏ rồi có đầy một cái hơi ở trong một cái câu cuối ngân như thế thì là phải có những cái người nghệ sĩ, người ta đã chuyên hát những cái dòng nhạc trữ tình rất lâu năm rồi, người ta mới có thể xử lý như vậy. Trang, Trang có đồng tình không là cái này là phải có thêm thái độ hát? Thái độ, đúng rồi, thái độ hát. Gọi là thái độ hát. Chính xác, phải là những người người ta đã từng trải, yeah. Không phải là chỉ luyện tập mà phải từng trải trong cuộc sống thì mới có thể hát bỏ nhỏ từng câu như thế. Trời ơi, dễ sợ quá, bái phục các con. Ghê quá, trời ơi, tôi nổi da gà, không nói được lời nào luôn. Không nói được lời nào luôn. Không phải nói lời. Ừ, không nói lời nào mà nãy giờ nói không đó cô ạ. À. Ý là lúc hát là mình kiểu là mình câm nín mà mình cảm thấy trời ơi cái gì vậy. Thật 11, sự 12 tuổi hát đó. Trời ơi, 11, 12 tuổi hả? Ghê chưa? À, nói chung là quý vị ơi, một tràng hoa tay to hơn. Dễ sợ quá, tôi nổi da gà nãy giờ. Thế không biết chú Hoàng Nhật Nam, đầu tiên chú phải khen Đức Vĩnh trước. Bởi vì sao? Đức Vĩnh hôm nay rất là đàn ông, rất là ga lăng trên sân khấu. Bởi vì sao? Con có cái kinh nghiệm, con có cái bản lĩnh sân khấu nhiều hơn Quỳnh Anh, và con đã là một cái điểm tựa rất là vững chắc cho bạn. Hôm nay con dẫn dắt Quỳnh Anh và con đẩy cho Quỳnh Anh những cái điểm di chuyển sân khấu hoặc là cái cảm xúc, cho nên là Quỳnh Anh sẽ cảm thấy là luôn luôn được một cái điểm tựa rất là vững chắc. Cho nên là Quỳnh Anh rất là thoải mái để mà có thể hát và nhớ tất cả những cái phần trong tiết mục biểu diễn vừa rồi. Chú rất là thích những cái phần của Vĩnh á, những cái đoạn mà hát thật là cao rồi lên cao trào, xong sau đó rồi lại ngưng bặt hết và sau đó lại bỏ nhỏ rồi lại bè cho Quỳnh Anh nữa. Đó, tất cả những đoạn đó nghe rất là đã luôn. Còn riêng về Quỳnh Anh thì cái câu mà lặng lẽ thơ ngây cũng hạ gục chú. Cái chỗ mà lặng lẽ mà luyến hát phăng lên đó, cho nó lạ lẫm lên đó. Tình em đó hồng lặng lẽ thơ ngây bên vừa. Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi. Thì hát cái chữ đó rất là khó, chú nghĩ vậy. Nhưng mà con hát vẫn rất là mềm mại và hay. Giữa hai con thể hiện một cái sự hòa hợp. Đây là một cái bài mà nó thể hiện một cái nỗi nhớ. À, nhưng mà nỗi nhớ lúc thì dịu vợi, lúc thì rất là trầm tư. Nhưng mà tụi con đã thể hiện một cái cung bậc, đó là một cái nỗi nhớ ngút ngàn khắc khoải về Hà Nội hoặc là một cái miền ký ức nào đó xa thẳm. Đó thì chính cái bản phối, cái cách hòa bè của các con, cách dựng bài, nhưng mà bản thân các con cũng đã thể hiện được cái hồn hai đứa trẻ mà vẫn thể hiện một cái nỗi nhớ mà chú nghĩ rằng là phải có cái sự từng trải mới có thể thể hiện được. Thì rất là mừng với cái tiết mục vừa rồi. Yeah. Cảm ơn chú ạ. Cảm ơn chú Hoàng Nhật Nam. Còn cô Đoan Trang, với cái nhạc cảm của các con thì cô muốn chia sẻ điều gì ạ? Cô quá bất ngờ luôn. Bất ngờ ở cái sự chững chạc của tụi con qua mỗi tuần. Tụi con xử lý bài hát hay quá. Tóc gió thôi bay với lại Hà Nội mùa vắng những cơn mưa. Hai bài ruột của cô. Phải nói là cô rất là bồi hồi khi mà nghe các con hát. Tụi con hiểu được, tụi con nắm bắt được và tụi con hát tuyệt vời. Cô rất là khâm phục hai đứa con Đức Vĩnh, Quỳnh Anh. Cảm ơn tụi con. Xin được cảm ơn ba giám khảo. Thật sự phải nói là tiết mục nào cũng gây ấn tượng cả. Đến vòng này thì các con
cùng với ekip phải chơi cho tới bến, đúng không ạ? Để làm gì? Để chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất. Chú nghĩ là với cái tinh thần như thế này thì chắc chắn là khán giả sẽ yêu thương và nhớ về tụi con. Nhưng chưa biết kết quả ra sao. Ngay bây giờ chúng ta nên vỗ tay trước đã cho hai cô cậu này, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh, đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Chiều trái tim này cũng hát chung câu
Wow, cảm ơn tụi con với phần mở màn có thể nói rất là nhiều sự tự hào ở trong trái tim của người Việt Nam của chúng ta. Trên sân khấu là bản đồ hình chữ S, là màu đỏ, là màu vàng và là giọng ca của tụi con. Xin mời cảm xúc của chị Ốc Thanh Vân trước ạ, bởi vì là em ngồi em quan sát là chị rất là xúc động và rưng rưng ạ. Xin mời chị. Tuyệt vời đúng không mọi người? Khi các con hát ở khoảng nửa bài, lúc đó cô quay sang nhìn cô Đoan Trang và hai chị em làm như vậy đó, tức là cảm giác giống nhau. Tại sao hai bé này lại làm tốt đến như vậy? Các con hát không chỉ hay mà nó đầy cảm xúc, và ở trong cái giọng hát của con nó chứa đầy sự tự hào, một cái sự hào sảng của những người trẻ, những người còn rất trẻ nhưng mà trong họ đã được hun đúc tình yêu quê hương đất nước, và nó thể hiện một cách vô cùng tự nhiên. Cái nội lực của các con nó được thể hiện một cách nó rất là nhẹ nhàng và khiêm tốn, làm cho người ta cảm thấy cứ được nâng dần cái cảm xúc của mình. Nó đẹp và nó duyên dáng vô cùng. Cô thấy bạn nào cũng giỏi hết, bạn nào cũng có duyên hết. Các con chính là đại diện cho những cô gái Việt Nam của chúng ta trong tà áo dài với mái tóc dài này. Và con có thể đi khắp năm châu để nói rằng tôi là người Việt Nam. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Chị Ốc ơi, các bạn nhỏ hát em nổi da gà, chị Ốc nhận xét em nổi da gà tiếp tục á. Tự nhiên cái sự tự hào trong mình nó trỗi dậy rất là mạnh mẽ luôn. Thôi tiếp nối cô gái thứ hai ngồi ở hàng ghế ban giám khảo, xin mời chị Đoan Trang. Cô xem tụi con tập này là tập thứ tư rồi, nhưng mà cô vẫn rất là khâm phục hai đứa, Cát Viên với lại Phương Nhi. Hai bé này là tách riêng ra là hai cuộc thi khác nhau. Cái điều mà cô vô cùng khâm phục hai đứa con là hai cái cá thể khác nhau. Mà vào trong đây, hai đứa con thông minh lắm. Thông minh ở chỗ là mình hiểu là mình vào trong đây là hai đứa là sẽ làm một, cho nên phải hòa nhập với nhau. Và thực sự tính tới giờ phút này cô thấy hai đứa rất là thành công. Thành công ở chỗ có những cái đoạn lúc đầu hai đứa bung lực nhẹ đều với nhau, qua từ cái đoạn mà điệp khúc trở đi là phải đưa lên cao trào với cùng hợp với âm nhạc này kia, thì hai đứa con bung giọng ra để đẩy lên, và hai cái âm lượng đó ngang như nhau, qua phân bè tất cả mọi thứ đều rất đẹp. Cộng với cái hình ảnh của tụi con tạo hình ngày hôm nay quá đẹp, đây là một tiết mục vô cùng thành công. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Chắc chắn là anh Long Nhật cũng cảm thấy rất là ấn tượng và bất ngờ đúng không anh? Không biết là ngay bây giờ anh muốn chia sẻ điều gì với hai con? Cái thứ nhất là chú Long Nhật thương mến chào hai con, Cát Viên vậy là Phương Nhi nhé. Hôm nay hai con đẹp lắm, đẹp, đẹp cả hình ảnh, cả âm nhạc và cả cái thần thái, cái tâm hồn người Việt Nam là rạng ngời. Hồi xưa chú đi học á, thì chắc là chị Đoan Trang còn nhớ cô dạo dày là phải là tròn rọ và trong, tròn vành rọ chữ vành rọ trong, thì tất cả những cái yếu tố đó cả con đạt được hết rồi. Tròn vành rõ chữ và trong, cả con hát rõ lời rõ mồn một như vậy á. Bởi vì cả con nói về tất cả mọi người, nói về thế giới nghe, tôi là người Việt Nam, Việt Nam tôi đẹp như thế, tôi yêu Việt Nam và đất nước của tôi, chúng tôi là như thế. Cả con hát rõ rõ từng lời thì mọi người mới hiểu cả con đang nói gì, cả con đem cái thông điệp tốt đẹp và tự hào như thế. Mà cuối cùng cái bản đồ chữ S là sự thật là cả ba người ngồi ở dưới này là cảm thấy là muốn khóc. Một điều nữa, chú nói một câu rằng là chú yêu Cát Viên về Phương Nhi. Quá tuyệt vời, xin được cảm ơn ban giám khảo. Về nhớ coi lại trên YouTube nha, và chia sẻ với những người bạn của mình, bởi vì mình tự hào là người Việt Nam đúng không tụi con? Một tràng hỗ tay chúc mừng cho Phương Nhi và Cát Viên.
quê tôi có cánh diều vi vu, xa sau lũy tre làng, trưa trưa dưới mái đình rêu phong là bóng mát ngày thơ. Quê tôi có cánh đồng bao la, thắm hương lúa lên đồng, liêu xiêu mái tranh nghèo đơn sơ, trở về nhé tuổi thơ tôi. Quê tôi sớm tinh mơ, tiếng gà gọi chớ vỡ cuốc ra đồng, ai đêm nắng đông đầy tưới vơi cháy những giọt mồ hôi. Quê tôi với con người chân phương, ai xa liêu chân về, quê hương bước ra từ câu thơ đầy như lời mẹ ru. Quê nhà tôi ơi, xứ đời xa vắng, khói chiều mênh mông sông đào buông. Mật vào tai vậy đó, một tràng hô tay lớn rần rần lên cho Cát Viên và Phương Nhi. Tụi con ơi, lần nào tụi con xuất hiện tụi con cũng xinh đẹp nhá, sân khấu rất là nhẹ nhàng, đầm thắm và dịu dàng. Và tụi con, chú để ý là ba tập rồi, tập nào cũng có cái mấn trên đầu trơn á. Tập này là cái mấn khác nữa nè. Thế thì bây giờ cô Trang Trang, cô cũng có một cái mấn đó, là bằng búi tóc của mình. Xin mời cô, cảm xúc ngay bây giờ như thế nào ạ? Cô thấy là dần dần tụi con đã tô đậm được cái hình ảnh của mình trong chương trình này.
là một cặp đôi, hai bạn nữ rất hòa quyện với nhau về giọng hát cũng như là ngoại hình. Bè bối trong cái tiết mục này rất là đáng yêu, dễ thương, âm nhạc nhẹ nhàng. Cảm ơn hai con. Cảm ơn cô. Giống như là mình về quê mà mình mắc cái giọng lên, xong mình nằm chị buổi trưa nghe du dương rớt cái bịch xong hết bài. Thức giấc tỉnh dậy luôn á. Không biết là anh Hoàng Nhật Nam hiện nay đang có tâm tư gì không mà xin mời anh chia sẻ. Hai cô bé rất là lanh lợi. Ngày hôm qua tập thì các chú biên đạo đã hướng dẫn cho tụi con một số cái động tác múa nhẹ nhàng để mình lấp đầy những cái khoảng trống trên sân khấu. Bởi vì sân khấu chỉ có hai con mà thôi đó, cộng với một số những cái hiệu ứng về màn hình để tương tác cùng với cái điệu múa, như hai nàng tố nữ ở trong tranh rất là kỳ diệu và rất là thơ và lãng mạn, thì hai con đều làm rất là ra. Chú cũng đồng cái quan điểm với cô Đoan Trang, chú rất thích tụi con hát bè với nhau. Những cái phần bè nghe rất nhẹ nhàng và du dương, như là những cái chiếc lá nó đang bay lơ lửng hay gì đó đó. Cái bài này thì chú cứ thả hồn và đến lúc nó hết hồi nào cũng không hay nữa. Nó giống như một cái làn gió của một cái buổi trưa hè, hay là một cái cơn gió và một cái đêm trăng nào đó đó. Thì đó là những cái mà tụi con đã vẽ ra được cái tuổi thơ cũng như cái quê hương Việt Nam mình. Cảm ơn hai con. Dạ cảm ơn chú ạ. Cô Tú My nè, vô hệ mình nè. Tiết mục của hai đứa con tuy rằng là không có dàn dựng múa, nhưng mà hai con đã làm chủ sân khấu quá tốt. Cộng thêm một điều mà Tú My muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn cũng như là bộ phận làm về ánh sáng và graphic màn hình, quá đẹp các con ơi. Đơn giản thôi nhưng mà tôn tiết mục của tụi con lên rất là nhiều. Bạn Phương Nhi thì cũng là một thí sinh của đội Anh Quốc Đại trong chương trình Tử Tài Siêu Nhí. Lúc đó là Tú My cũng ngồi với anh Quốc Đại làm huấn luyện viên mùa 3 phải không con? Thì hôm nay gặp lại thấy cao lớn, đẹp gái, hát rất là hay. Cắt Viên, con cũng sở hữu giọng hát trong trẻo lắm và con có một cái nhạc cảm quá tốt. Khi mà con hát cái câu nhớ thương làng quê, lũy tre bờ đê con bỏ nhỏ đó, ôi con làm cô nổi hết da gà. Ôi xuất sắc quá. Hai con nhìn giống như hai chị em sinh đôi vậy ha. Nhìn kiểu giống cô nghĩ giống các con giống Tô Mì Tô Nì quá ha. Thì các con rất là hợp với dòng nhạc dân ca trữ tình. Các con nên phát huy thật nhiều ha. Rồi, chúc mừng các con. Cảm ơn cô. Một tràng hố tay thật lớn cho Cát Viên và Phương Nhi. Mặt trời từng tầng lặn dài sau lưng thon, trang vàng guốc mộc khu giòn đi tiếng kêu xa. Gập ghềnh kia mỹ đoạn trường tất ta tất cười, bước đi phong sương ngại nần ni cái chi nợ nần ni thế gian si. Say nước thời nước biếc con trăng vẫn tròn em vẫn son đi à ơi à, 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 à. Say vẫn còn quay quay em say giấc mơ say tình say người em thương say người em yêu đêm phơi
tranh trên con giống mấy tuổi em. Mặt trời từng từng lăn dài sau lưng thon, chạng vạng khúc mộc khua giòn đi tiếng kêu xa. Gập ghềnh kiếp mi đoạn trường tất tà, tất tựa y bước nghi phong sương. Ngại ngần đi cái chi chi, nợ nần đi thế gian si. Ý à, ý à, ý à, ý à, ý à. Tràn non đi thời non xanh nước thời nước biếc, con trăng vẫn tròn em vẫn son đi ơi à, 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 ơi. Xoay vần con quay quay em say giấc mơ say tình, say người em thương say người em yêu đêm vơi. Say người em yêu đêm phơi non nà em vẫn son đi ơi à, 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 à. Wow, và đó chính là Cát Viên và Phương Nhi. Một tràng hô tay cho hai con rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn vũ đoàn sắc màu như một bức tranh. Phải nói là Thúy Kiều, Thúy Vân là đây còn gì nữa đúng không ạ? Tụi con thân mến, tụi con mở màn cho chương trình rất là tươi mới, xinh đẹp. Và theo chú Minh Sùa thấy nhá, tụi con có quá là nhiều thứ phù hợp với nhau. Nhưng không biết là tụi con đã là bạn với nhau lâu chưa? Bây giờ mình tự giới thiệu, mình gửi lời chào để ban giám khảo nha. Rồi con, Phương Nhi trước nào. Dạ con xin chào tất cả mọi người, con xin chào ban giám khảo ạ. Con tên là Phạm Hoàng Phương Nhi, năm nay con 12 tuổi và con đến từ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Dạ xin chào quý vị ban giám khảo và quý vị khán giả. Con là Cát Viên, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Đà Nẵng ạ. Một bên là Lâm Đồng, một bên là Đà Nẵng. Thế không biết là tụi con là kết hợp với nhau lần đầu tiên hả? Là phải đến với thành phố Hồ Chí Minh rồi mới tập luyện được với nhau hay sao? Dạ. Trời ơi đồng thanh. Dạ dễ thương quá. Chị Đăng Trang thân mến, cảm xúc của chị như thế nào trong tiết mục mở màn này, xin mời. Tụi con quá duyên dáng đi, rất là dễ thương. Cô phải nể cái người biên tập của chương trình này, bởi vì sau bao nhiêu mùa mà đài truyền hình Vĩnh Long và công ty Sen Vàng kết hợp với nhau để tạo ra những cái sân chơi cho tụi con, nào là Thử Tài Siêu Nhí, Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí, vân vân, mà các cô chú nhớ tất cả các con để mà chọn các con làm sao cho phù hợp, để phù hợp trong cặp đôi vàng nhí của lần này. Và hai đứa con từ giọng hát cho tới cá tính cho tới tất cả mọi thứ đều rất là tương đồng. Đó là một trong những cái lợi thế. Cô thấy hai đứa con rất là thông minh luôn. Thông minh ở chỗ là các con bắt được cái nhịp của bài hát, cái kiểu của bài hát, và hát cái bài hát này luyến lấy tất cả những cái phong cách âm nhạc, cái kiểu dân gian của cái bài son này rất là hay. Mặc dù cái bài này không phải là dễ hát mà các con hát rất tốt, đồng thời các con thể hiện được cái nội lực của mình qua giọng hát của mình. Và cô rất là ấn tượng, có một cái chỗ bè rất hay, tại vì bài này khó những cái bè, những cái quãng 3, quãng 5 lắm. Nhưng có một câu là bè quãng 8 trên và 8 dưới. Đó, cho nên là rất là tuyệt. Chúc mừng tụi con, rất thành công. Thật sự phải nói là hòa quyện đồng thanh với nhau trong việc trả lời luôn đúng không ạ? Anh Hoàng Nhật Nam thân mến, với con mắt cùng người đạo diễn, anh thấy sân khấu ngày hôm nay như thế nào với tiết mục mở màn này ạ? Hai cô bé rất là xinh đẹp, cùng size nữa. Cùng tuổi luôn anh. Cùng tuổi luôn. Rồi cái gương mặt nhìn cũng rất là hao hao, cho nên hai con là một nửa của nhau trong chương trình cặp đôi vàng này rất là phù hợp. Chú rất là thích các cái vũ đạo của hai con á. Vũ đạo những lúc gian tấu tụi con cùng hòa với vũ đoàn đó, rất là dễ thương, nhẹ nhàng, vừa phải, đúng với lứa tuổi của mình. Và hầu như hai con với cái sự dịu dàng này thì cũng đã làm chủ sân khấu. Chúc mừng hai con Phương Nhi và các Viên. Không biết là cảm xúc của chị Khả Như, chị thấy như thế nào với hai cô bé của chúng tôi ạ? Với cô á, chương trình này á, cái bí quyết để cho các con thành công đó là hãy làm cho người ta tin chúng ta là một cặp đôi thực sự. Các con hát hay rồi, các con trình diễn tuyệt vời rồi, nhưng mà hãy làm cho người ta tin là hai đứa con nó là một cặp.
xé ra là không bao giờ bằng, nhưng mà sáp vô một cái là nhất. Đó là cái gì con biết không? Đó là ánh mắt, đó là cử chỉ, đó là hành động trên sân khấu để cho người ta thấy chúng ta đang phối hợp. Tụi con nhảy, tụi con múa, tụi con làm như thế nào, nhưng mà phải cho người ta thấy hai chị em tôi song sinh nè. Đó, nó làm cho người ta cái điều đó là điều thú vị. Ở đây là một cặp, chú Minh Sùn với cô Khả Như cũng đã từng là một cặp MC chung với nhau. Chị hãy thể hiện cho các con, mình đã từng là một cặp đôi. Đúng rồi. Em đẹp em xin em hát 2, 3. Em đẹp em xin bỏ. Dạ. Một tràng hỗ tay cho hai con Phương Nhi và Cát Viên. Chúc mừng tụi con. Rất là đáng yêu đúng không ạ? Thường thì tiết mục mở màn các con sẽ hơi hồi hộp và lo sợ một tí xíu, nhưng không, Phương Nhi và các viên của chúng ta đã làm cho sân khấu của chương trình này bùng nổ và bừng sáng hơn. Vào đời bằng vần thơ, những cánh cò bay dập mộng mơ. Tiếng Việt cha dạy con, những chiều bay cánh diều, câu đồng dao bên bạn quen, cho con nhìn quê mình tình yêu. Tiếng Việt trong bài thơ, có người giữa chinh phủ ngồi mỏi mòn đợi chờ chính phủ. Hoa đã rồi lời ca vẫn còn, tiếng Việt còn trong mỗi người. Người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, bao hùng xưa mãi vọng ngàn sau. Tiếng Việt còn trong mọi người, hồn Việt mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho nỗi đời, lời quê hương ấy lời sắc son. Họ tin người về quê hương, mang cánh đồng hẹn hò người thương. Tiếng Việt còn trong mọi người, người Việt còn thì còn nước non, giữ tiếng Việt như ngày nào, hào hùng giữa mãi vọng ngàn sông. Mình còn nguyên vẹn tròn, giữ tiếng Việt cho
lời ca còn mãi cho bạn chắc tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn chắc tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa chào nhau còn đêm mai có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa trao nhau còn đêm mai có nhau trong đời, từng nụ hoa trao nhau còn đêm mai cho bạn cho tôi. Rồi đi đâu vậy? Về đây với chú. Vô. Trời ơi, Tấn Bảo và Thái Hà. Có chút xíu mà xách cái vali bự dữ con. Trong đây đựng gì? Ủa sao nhà hèo vậy? Đạo cụ thôi. Rồi, xin mời anh Hồ Việt Trung ạ. Chú chào hai con. Đây là lần đầu tiên chú gặp được Thái Hà. Còn Tấn Bảo thì chú theo dõi con nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt đầu tiên mà chú nghe hai con hát dòng nhạc trẻ như thế này. Có thể tặng chú một câu bolero nghe chơi được không? Trời ơi, còn nói gì nữa. Tặng chú một câu luôn chứ. Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm, đêm nay gác xưa thêm lạnh vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường xưa vắng điêu hiu. Mưa rừng ơi mưa rừng. Dạ em xin lỗi. Dạ. Tự nhiên khúc này tôi ho kỳ thế quá. Mới nói là dòng ca các con quá hay đúng không quý vị? Dạ. Tuyệt vời, thích lắm luôn á. Mê không? Đặc biệt mà không biết sao mỗi lần mà nghe các bé mà hát bolero nghe nó người em khó chịu lắm chị. Mê lắm luôn á. Ghiền. Ghiền. Mà đặc biệt là Thái Hà, con là một nhân tố mới trong lòng của chú. Nếu mà con mà theo cái dòng này, tương lai con sẽ rất phát triển với cái dòng này. Cái dòng nghe ngọt chị, nó đã lắm. Còn Tấn Bảo thì chú đã biết con rồi thì không còn lạ gì nữa, nhưng mà đặc biệt là phải nói là con cũng là rất hợp với dòng này. Và hôm nay thì hai con thể hiện hai bài hát này, chú nói thật sự luôn là rất là tuyệt vời. Không biết là tụi con hát cái dòng này nhiều chưa? Dạ, đây cũng là lần đầu tiên con trình bày trên sân khấu. Lần đầu tiên mà hát hay gì là phải vỗ tay lớn lớn cho hai em. Đó, quá hay luôn. Tấn Bảo hôm nay con bè tốt, tình cảm, dễ thương. Mà Thái Hà mà không biết sao tướng nhỏ xíu mà hơi đau nhiều vậy con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 11 tuổi ạ. 11 tuổi? Trời ơi, mà ông hát hơi quá trời quá đất à. Quá hay, chúc mừng hai con cái tiết mục này nha. Cảm ơn chú. Dạ, xin mời giám khảo Đoan Trang ạ. Cái phong độ của tụi con không bao giờ bị tuột. Hát rất là tốt, các con giữ được cái cường độ làm việc như vậy á, các con có được cái ý thức, chính vì thế mà các con mới có thể đi một con đường dài như vậy. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Và cuối cùng là xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Hai anh chàng trên sân ga rồi xách hai cái vali như hai ông cụ non á. Mà Thái Hà lúc đầu đi ra còn hơi khòm khòm, cố gắng đi thẳng lên nha con. Nhưng mà trong bài hát này tụi con có cảm nhận được cái sự chia xa không? Dạ có. Tụi con có bao giờ chia tay bạn bè mà cảm thấy buồn không? Dạ có. Cái bài này là cái bài của chú Lâm Trường hát, cũng nằm trong danh sách hát karaoke quen thuộc của chú cũng như là nhiều bạn bè. Hôm nay hai con diễn trên một cái sân ga thấy dễ thương. Những cái phần ca, phần diễn cô chú đã góp ý rồi. Chú chỉ còn nói là một điều, đó là trong cái cuộc sống thì hợp rồi tan, tan rồi hợp. Trong tình bạn cũng vậy, đôi khi mình phải vì một lý do gì đó mình cũng sẽ chia tay và xa những cái người mà mình rất là thương mến. Nhưng mà nếu như có duyên và nếu như mình chúng ta vẫn còn nhiều cái tình cảm thì những cái sự kết nối, những cái sự liên lạc hoặc một cái sợi dây vô hình nào đó trong cuộc sống sẽ đưa đẩy các con lại gặp gỡ những cái bằng hữu. Và hy vọng là hai con ở cuộc thi mình đang hợp, sau cuộc thi mình sẽ tan, mỗi người sẽ có những cái sự nghiệp riêng. Nhưng mà sau đó thì mình cũng sẽ gặp nhau lại một lần nào đó để mình hát cho bạn cho tôi. Cảm ơn. Chú thích nhất là cái ôm của hai con á.
ôm xong rồi cái hai đứa đi về luôn à? Định không thi vòng sau hả? Không, trời ơi, tại cái sân ga đó chia tay thôi. À vậy hả? Tại thấy ôm xong đi về tưởng không thi nữa. Trời đất ơi, hành trang là thi vòng trong nữa. Nói giỡn thôi nha, nhưng mà nãy em nghe cái câu nói của anh, anh nói là đây là một trong những bài hát mà trong danh sách karaoke của nam. Mà em nói thiệt nha, cuộc đời em thật sự em nói em tiếc, vô cùng tiếc. Em thấy em hối hận mà em thấy em trách em luôn á. Tại sao em chưa nghe anh hát? Em nên phải hối tiếc, tại vì anh Nam hát cực kỳ hay. Anh Nam tặng em một bài nghe câu là... chơi nha. Bài này á là phải có karaoke vào quán rồi anh em phải. Em đấy, anh cần nhạc đúng không? Bởi vì thôi, em cái miệng em làm đờn hay nè. Tăng 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 tăng. Em làm cho anh đoán. Anh ơi, anh hát giùm em bài Tiễn Bạn Lên Đường luôn đi. Ủa em nói gì vậy ta, em quên. Rồi, cảm ơn hai con rất nhiều. Yeah, hẹn gặp lại. Ba giám khảo. Chúc mừng tụi con nha, Tấn Bảo và Thái Hà. Tôi xa quê hương.
Quỳnh Anh. Bộ trang phục rất là dễ thương luôn. Không biết là ngay bây giờ cảm xúc của cô Tú My như thế nào hả cô? Cô xúc động quá. Cảm ơn hai con đã thể hiện một ca khúc mà làm cô rất là nhớ quê hương Đà Nẵng, Quảng Nam, cũng như là quê hương của chú Nam đây. Và cũng chính là quê hương của tác giả của ca khúc. Dạ. Quê hương của anh Từ Huy. Từ Huy. Và cũng là một người chị đáng quý đã thể hiện một ca khúc này rất là thành công. Chị Mỹ Tâm. Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm. Dạ. Quê con nữa phải không Quỳnh Anh? Cô và Quỳnh Anh đã có duyên kết hợp song ca một lần rồi, con có nhớ không? Bài ở Đà Nẵng. Dạ, bài Duyên Phận. Thì lúc đó thì cô rất là ấn tượng về giọng hát của con. Con có một chất giọng ngọt ngào, có một cái chất dân ca trong người. Nhưng mà cái điểm mà con lạ hơn người khác đó là giọng con, chất giọng dân ca nhưng mà rất là dày, chắc, Đức Vĩnh. Hát cũng rất là tốt, giọng trong trẻo, dễ thương, rất là tốt, hòa quyện bè cho tới phong cách biểu diễn cho tới giọng hát, quá tuyệt vời. Con cảm ơn cô. Chú Nam có ý định như này hay là hai cô cháu cũng dân Quảng Nam đề nẻn mình song ca lại vài câu Duyên Phận cho mọi người cùng nghe được không nè? Trời ơi, đòi hỏi là có ngay lập tức. Anh có ý kiến là bật cái phong nền của Hội An lên. Hội An hồi nãy lại mời hai cô cháu. Em có một cái ý kiến như vậy được không? Là bây giờ phía sau á là Bách Rau Hội An Quảng Nam nè, rồi hai cô cháu mình là dân gốc Quảng nữa. Bây giờ mình song ca thì mình hát tiếng Quảng được không con? Cho nó lạ đi. Được không? Nghe theo chất giọng Quảng luôn. Đậm đà mặn mà. Hay đúng không con? Phận lòa con gơ chưa một lần yêu ơ, nhìn về tương la mà thấy sâu sông rộng đường dơ. Hát đi cô. Cành nhòa nèo đơn, bay em chưa lớn chiếu đôi ve gánh nhọc nhàn. Thầy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên, lòng cao mong em đậu bên cho yên một bóng thuyền. Lửa đôi tình duyên con chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sâu bao lời. Ngọt ngào quá. Nhưng mà không phải tiếng Quảng mình không phải là sợ người ta đến nha. Sợ người toa đến dạ chứ không phải là ta đến. Hả? Dạ mọi người thấy tiếng Quảng của em có được không ạ? Dễ thương quá chứ còn nói gì nữa. Dễ thương anh quá Nam mình. Anh Nam nói một câu tiếng Quảng nghe anh Nam. Mi nói chi mà lọ đó mi. Đó, thấy chưa? Dễ thương, vỗ tay lên nè. Quá là tuyệt vời ngày hôm nay luôn. Phải nói là nhiều vùng miền Việt Nam của chúng ta sẽ có những cái giá trị văn hóa nghệ thuật hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? Hát ngọt ngào rất là hay và đẹp. Lúc nào cũng đẹp, một tràng tay cho nhan sắc của Tú My coi. Thiệt á. Xinh xắn. Tức là nhan sắc mà từ cái gương mặt cho đến giọng hát luôn. Rất là đẹp. Có người hốt rồi, chúng tôi cũng hốt chứ. Có không? Vẫn ế mà, đâu ai hốt đâu. Dạ, còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, chúng ta vẫn chưa chia sẻ cái cảm xúc của mình về tác phẩm này. Dạ, xin mời anh. Bây giờ nói gì bây giờ, cô Tú My của Len có làm quá trời quá đất. Cô chiếm sóng của ta. Chiếm sóng quá trời đất. Nhưng mà bài hát vừa rồi là một cái bài hát mà nó không cần phải phô diễn nhiều, không phải là giọng mình phải lên cao vút hay là phải có nhiều cái cao trào. Đó là một bài hát tình cảm. Chú Nam vẫn để ý trong cái cách hát của Đức Vĩnh và Quỳnh Anh cũng có những cái điều đặc biệt. Đức Vĩnh có chơi một số cái chữ, cái cách con đãi cái chữ và xử lý cái chữ nghe nó rất là mượt mà và rất là thú vị. Thì điều đó rất là đáng khen. Còn về phần Quỳnh Anh thì vẫn là một cô gái rất là nhẹ nhàng, rồi vẫn thả hồn theo bài hát. Và phần bè vừa rồi thì vẫn rất là thích. Đúng là những bài hát nó cần cái chiều sâu như thế này thì như vậy là đủ rồi, đâu cần nhiều hơn. Chúc mừng hai con.
Xin được cảm ơn đại diện Hoa Nhật Nam ạ. Còn chị Đoan Trang thì sao ạ? Bài này hai đứa con hát rất là hay. Quỳnh Anh, cô đã thấy con dần dần khắc phục được trong cái lối diễn xuất của mình, trong câu từ của mình. Các con không cần phải quá cố gắng để mà diễn xuất trên ra này kia, mà là từ chính trong câu hát của các con, thể hiện bằng chính cái tình yêu của các con vào trong cái bài hát của mình, thì lúc đó các con sẽ chạm được cái cảm xúc của bài hát, và khán giả cũng sẽ chạm được cái cảm xúc của tụi con truyền tải cho khán giả nha. Cố lên, chúc mừng hai con. Xin được cảm ơn chị Đăng Trang, xin được cảm ơn ban giám khảo, và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong tiết mục của mình nha. Đức Vĩnh và Quyên Anh. Suốt ngày muốn nuôi mèo vậy. Mèo của chị nó có đẹp gì đâu. Cuốn của em nó mới đẹp đây này. Em nhìn đi, mèo của chị dễ thương hơn cuốn của em nhiều. Cuốn của em lúc nào cũng phá hết á, chả dễ thương gì hết. Thì chị thử xem mèo của chị đẹp ở chỗ nào. Trời ơi, để chị nói cho mà nghe. Em nghe nè. Bàn chân bước nhẹ như không bước, đi từ đâu kêu meo meo meo. À thì ra em tươi nhồng nheo, chắc vì đã muốn ăn đây mà. Kìa đôi mắt thật là ông anh, không được mà thì khỏi nói nha. Mèo ơi, mau ra phố cùng chị chơi đùa. Lênh quanh trong sân chơi đùa chẳng phiền âu lo, luôn luôn bên tôi âu yếm khi tôi buồn vui. Đôi chân thon thon con yêu mang tên Bobby. Yeah yeah. Khi tôi 20 ngân ngơ bạn bè quanh tôi, đôi khi vu vơ lại thấy cô đơn mình thôi. Có những nước muốn khát khao trong tim thế nào. Dọn chợt thấy nụ cười vào trong ánh mắt, và từ xa trong tim niềm tin nước mắt. Mặt quần áo thật đẹp nào ta xuống phố để chào đón những gì tuyệt vời nhất. Hello, chào một ngày mới với bao điều ước mơ. Hello, chào một tương lai với bao khát khao. Bobby nào nhanh chân lên với ca cùng đón năm mới. Cuốn yêu này em ngoan nhé, mong mau lại đến đây. Cuốn yêu đừng đi xa xa, bên kia có mà kìa. Cuốn yêu người bạn với tôi luôn luôn chỉ còn thế thôi. Tôi trong thế giới muôn màu. Rồi chợt thấy nụ cười vào trong ánh mắt, và từ xa trong tim niềm tin ước mơ. Mặt quần áo thật đẹp nào ta xuống phố để chào đón những gì tuyệt vời nhất. Em vẫn thích là mèo hơn nha, trông thật thương hay kêu meo meo. Nhưng mà em vẫn yêu toàn cười, trông cả hai rất là khôn ngoan. Nhìn hai đứa đùa chơi với nắng, thôi thì ta định nuôi cả hai. Mèo ơi, hãy xem cô là một gia đình. Chào một ngày mới với bao điều ước mơ. Hello, chào một tương lai với bao khát khao. Bobby nào nhanh chân lên với ca cùng đón năm mới. Cuốn yêu này em ngoan nhé, mau mau lại đến đây. Cuốn yêu đừng đi xa xa, bên kia có má kia. Cuốn yêu người bạn bên tôi luôn luôn chỉ có tôi thôi. Với trong thế giới muôn màu. Vỗ tay cho hai bạn nhỏ. Trời ơi, tụi con qua đây đứng, qua đây đứng, tấp vô chung với nhau. Ôi, dễ thương quá trời. Hôm nay tuần này quay trở lại lời hài gấp triệu lần nha. Bây giờ là tụi con lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Chắc là cô Đăng Trang trước đi ạ. Xin mời cô. Tuần này tụi con hoàn toàn lột xác. Tụi con tự tin hơn rất là nhiều. Tụi con có thể làm được cái việc là mang cái nguồn năng lượng rất là đáng yêu tới cho ban giám khảo, tới cho khán giả. Cô thấy là các cô chú với các anh chị dưới đây đứng lên nhảy theo, vỗ tay theo tụi con, có nghĩa là tụi con cũng đã thành công trong cái phần trình diễn của mình rồi nha con. Cho nên luôn luôn cố gắng mỗi ngày tập luyện thật là kỹ, tự tin nha con, làm thật là chắc chắn kỹ lưỡng những gì mình làm trên sân khấu nha. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn cô.
Chị Đoan Trang thân mến, tuần này có vẻ hợp giọng ha. Bài hát này nó tươi mới, nó đúng với tinh thần của các bạn nhỏ luôn. Cho nên là hy vọng rằng là tụi con sẽ có những cái tiết mục phù hợp hơn nữa ở những tuần tiếp theo. Còn bây giờ xin mời chú Long Nhật ạ. Lúc này mà tụi con hát đó là dù say quá, dù nội vừa dù năm cương về của Đoan Trang liền. Trời ơi, tuần này hai đứa nó hay quá. Dòng nó sốt hay vang, nhịp nhàng chắc chắn, bè bội đấu vào đó mà tự tin, tập trung nhưng mà rất là tự tin. Và hơn nữa là hôm nay những cái tập trước là chú có nói thế này: khi mà cậu con làm một cái điều gì trên sân khấu, cậu con tin điều đó là thật sự, cậu con yêu cái điều đó và cậu con xúc động được cái điều đó, thì tự nhiên nó có một cái luồng điện, có một cái sợi dây vô hình, nó chạm vào trái tim của người nghe. Và rõ ràng ở đây cậu con đã chạm được vào trái tim của cô Đoan Trang, của chú Nam Cường và của chú Lâm Nhật luôn. Hôm nay cậu con xuất sắc. Dạ con cảm ơn chú. Có lẽ là vì hai con gấu đó con coi như là cũng đút lót nhà đúng không? Còn để coi chú Nam Cường có công tâm không khi tặng con beo mà không lấy nè. Mời chú Nam Cường. Chú hơi khó đó. Tại chú không có quà. Chết rồi, giờ sao? Giờ có quà không? Sao? Cảm ơn con. Làm sao xứng đáng với cái món quà này nè? Không, quà thì có thì cũng vui rồi mà hơi muộn xíu. Nói chung là chú thấy là thích quá, bởi vì tụi con hát hay lắm. Nghe rồi bước ra, ngay đầu tiên mà bước ra nghe sáng trưng hai đứa luôn. Với tiết mục này á, chú thấy rất là dễ thương. Nhưng mà ở chú có một chút xíu lăng tăng thôi. Giá như cái tiết mục này tụi con thêm một chút vũ đạo vào trong đó nữa. Có thêm vũ đoàn đúng không? Đúng rồi, thêm vũ đoàn dàn dựng làm vũ đạo thì nó dễ thương hơn. Có thể là sẽ không cần hai con thú này, mà vũ đoàn sẽ tái hiện cái những cái nhân vật cưng cưng đó. Anh sai rồi anh Cường ạ. Vũ đoàn hàng trăm con gấu, con mèo, con chó trên màn hình LED. Vậy mà anh bỏ qua chuyện đó là không được. Thôi cái đó thì nói gì. Ý là khi mà tụi con biểu diễn dàn dựng thêm một tí nữa, dàn dựng thêm chút xíu nữa thì nó sinh động hơn. Tại vì cái bài này cái âm nhạc nó rất là hay rồi, nó rất là sôi động, mà tụi con thêm động tác rồi nhẹ nhẹ thôi, không cần phải nhiều đâu. Tại vì tụi con còn hát nữa thì nó còn perfect hơn nữa, nó còn tuyệt vời hơn nữa. Dạ con cảm ơn chú. Nhưng mà nói chung tiết mục này chú rất là thích. Giải thích cho chú Nam Cường chút xíu là qua những cái vòng trước á, thì vòng này á, là các con có thay tự tin đổi. Hơn biến bộ về, đúng rồi, dạ. Về cái giọng hát chuẩn xác hơn, đó là một điều rất là cần thiết. Với thêm nữa là có những vòng và cũng có rất là nhiều tiết mục là cũng có dựng vũ đoàn cho các dạ. con, nhưng mà đôi khi cô cũng mong đợi như vậy là có những tiết mục đừng có bị lệ thuộc vô vũ đoàn dạ. để các con tự chủ động trên sân khấu xem như thế nào. Thì ngày hôm nay cô thấy rất là thích là hai cái bộ đồ con thú rồi rất ôm hai thương. Con thú chia sẻ dạ. với nhau với cái khúc đầu thôi, nhưng vẫn mang lại sự sinh động cho dạ. tiết mục của mình. Cái của em tiếc ở đây là ví dụ không có vũ đoàn cũng được, nhưng mà hai bạn sẽ có những động tác chung với nhau một tí à. Bước qua bước lại hay là những nó nhẹ nhẹ, nó dễ thương hơn. Ngay cả cái việc mà hai đứa cuối cùng đưa vô mà bạn nhớ bạn quên à, đúng không? Lúc đó là đang máu lửa phía dưới quá à. Rồi chạy về sân khấu ở trên này. Thế bây giờ như vậy nè, để cộng thêm điểm cho tụi con mà tạo thêm sự ấn tượng cho chú Nam Cường. Chú Nam Cường chỉ biết con là Kim Jae Bin, là bố là người Hàn Quốc, mẹ người Việt Nam thôi. Con hát một đoạn tiếng Hàn cho chú Cường nghe. Wow. Wow. Con xin hát bài Bing Bing Bang ạ. Wow. Nan kia na kama bam gua hamke. Ta thuro wa ta min muku chare. Hang chi nap to musu up ne mak chang ke la. Kang pe la muk chang i to tin ke. Nam purun chile chi cha ne che wo no me chi ke ha mo chi fo ping a chi la wi peng lai tis nu tu cha ka che cho ma chen ga cha la beng 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 là bắn trái tim dành cho ba giám khảo ngày hôm nay. Tuần này các con rất là cố gắng nỗ lực, một tràng hô tay chúc mừng cho hai bạn nhỏ. Trên bờ đê cơn gió đông ùa về, chiếc lá nó giọt sương rơi ướt trên lòng đường. Nhà ai đốt sương nướng khoai thơm nức ra bên ngoài, giọt sương ướt cây khóe mi đưa bước chân tôi đi về với
như phút giây đầu tiên không vấn vương muộn phiền. Mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào được như lúc thơ ấu xưa đưa bước chân tôi đi về với mùa đông rét căm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào về với cơn mưa phùn để biết khi tay còn run ngồi xí xoa bên bếp hồng. Mẹ đắp chân cho con, mẹ hát câu ru à ơi về với đông như lúc xưa. Về với cơn mưa phùn để biết khi tay còn run ngồi xí con thân mến, tụi con lại mang một màu sắc hoàn toàn khác, già dặn dễ sợ luôn vậy đó, mà làm cho ba giám khảo ngồi phía dưới kia là cảm thấy là phải lắng nghe từng câu, từng lời, từng chữ tụi con hát ra, rất là trưởng thành đúng không ạ? Cô Đăng Trang thân mến, cô thấy sao cô? Đây là Đức Vịnh với Quỳnh Anh mà cô mong chờ, thật sự cô mong chờ. Tại vì cô luôn nói với tụi con là với dân ca thì nghe tới Đức Vịnh với Quỳnh Anh là mọi người phải nể phục. Bởi vì các con còn nhỏ mà các con có một cái dòng máu dân ca nó chảy trong cái con người mình. Tụi con am hiểu dân ca, tụi con hát hay dân ca. Và tụi con đã đạt được một cái giải thưởng rất là lớn trong một cuộc thi khác. Và với cặp đôi vàng nhí, cô muốn nhìn thấy tụi con khác hơn. Khác hơn có nghĩa là không phải tụi con làm khác đi cái gì mình đã có, mà những gì mình đã có đó là cái điểm mạnh của mình, cái thế mạnh của mình. Mình vẫn luôn giữ nó. Nhưng với một cuộc thi, mình có quyền, mình có cơ hội để mình thể hiện mình ở những cái dòng nhạc khác cũng được, ở những cái phong cách khác cũng được. Và làm sao mà làm tốt để cho người ta ngưỡng mộ mình, đó chính là sự thành công. Và ngày hôm nay cô thấy cô ngưỡng mộ hai đứa. Ngày hôm nay tại sao mà tụi con lấy được cái tình cảm của cô, bản thân cá nhân cô rất nhiều? Bởi vì thứ nhất là tụi con thể hiện một cái màu sắc âm nhạc khác, đó là một cái bản lĩnh rất lớn. Cái thứ hai, tụi con làm nó rất sâu. Tụi con không cần phải trân trổ gì quá nhiều. Đoạn đầu hát rất đẹp, rất là đẹp. Chuyên môn, kỹ thuật, tất cả mọi thứ đều rất tử tế. Và một cái đoạn cao trào đẩy lên, tụi con làm đúng cái đoạn đó rất chính xác, rất tốt. Cô rất là mừng, cô rất là thích cái tiết mục này. Cảm ơn tụi con. Cái điều đáng quý ở đây là tụi con phát triển từng tuần. Cô Đăng Trang là ngồi từ đầu tới bây giờ, chắc chắn là cô Đăng Trang sẽ hiểu về giọng ca của tụi con nhiều nhất và cái hành trình tụi con trong chương trình này nhất. Cho nên là ngày hôm nay đã đúng không cô Trang? Vậy mời cô Ốc để coi cô Ốc Thanh Vân có đã giống vậy hay không ạ. Xin mời cô. Cô không phải đã mà là cô rất rất đã. Vỗ tay cho sự đã của cô Ốc. Hồi nãy cô nghe cô Đăng Trang nói, cô rất là nhiều lần muốn dùng những cái từ khác để nói về các con. Tại vì cô Đăng Trang nhắc đi nhắc lại rằng rất giỏi, rất nội lực, rất khác. Và giờ tới cô cũng nói y chang luôn. Tại vì thật sự là không có những từ khác để nói về các con. Cô khẳng định một điều, nếu như không phải là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp, các con sẽ không thể hát được bài hát vừa rồi. Tại vì bài hát này nó quá đẹp và nó phiêu lãng như một giấc mơ.
giọng hát của mình vốn đã đẹp rồi, lại thêm sự tận tụy cố gắng của mình để thay đổi dòng nhạc của mình mà mọi người vẫn quá quen thuộc, cộng thêm đó là cái cảm xúc của mình và cả sự rung cảm vốn có của những đứa trẻ đặc biệt và chỉ có ở những người nghệ sĩ. Cô nghĩ rằng tất cả những yếu tố đó cộng hưởng lại đã tạo nên một tiết mục nó vừa mong manh, nó vừa sương khói, nó vừa nhẹ tênh nhưng mà nó lại đủ đậm đặc và đủ sâu. Cô cảm ơn các con về tiết mục này. Cảm ơn. Bất lợi của cái chàng trai này là đang vỡ giọng đó chị Ốc. Nhưng mà thật sự cái bài này quá hợp với giọng của hai bạn luôn, cho nên là con không có để lộ ra cái việc đó và con làm rất là tốt. Không biết chú Long Nhật có cảm xúc như thế nào ngay bây giờ, xin mời chú. Trước hết là chú chào hai con Đức Bình với Quỳnh Anh. Chào chú. Mà chú nói luôn chú là khán giả của hai đứa đó. Wow. Chú yêu Đức Bình từ cái lúc mà đầu tiên mà chú bắt đầu lúc con nhỏ lắm, nhỏ xíu à, lúc con ở ngoài Bắc mới vào Bắc Ninh à con hả? Con làm thì màu đó là chú đã yêu con lắm rồi đó. Mà con là một cái người nghệ sĩ biến hóa khôn lường, dường như dòng nhạc nào con vào một cách nó cũng ngọt như vậy á. Chú nghe con ca cải lương luôn rồi á. Còn Quỳnh Anh thì là người Đà Nẵng, là phe tôi rồi. Miền Trung là chú thương lắm. Nên là tại vì chú Lâm Nhật là người Huế. Và có một điều thế này nè, cái không gian của cái bài hát tối hôm nay cả con dành cho chương trình là Về Với Đông của Vũ Minh Tâm. Chú nghe nó nhiều cái cảm xúc, nhiều cái kỷ niệm nó ùa về. Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó. Về kỹ thuật thanh nhạc là cô Đăng Trang đã nói rõ ràng rồi. Cả con có một cái luồng hơi, một cái cuộc hơi và cái phát âm nhà chữ con. Cả con cũng là người ngoài Bắc nhưng mà cả con hát, con cũng mở nhớ nha, là mở khẩu hình tròn vành rõ chữ. Và có một điều chú rất là yêu cả con nữa là cả con rất là khôn ngoan. Mà nhân đây chú cũng nhắc tất cả các thí sinh trong chương trình mình, những đoạn nào mà cao, những đoạn nào mà khó thì đừng di chuyển, đừng có đi, để lực hát cả đã. Qua những cái đoạn khó, những cái trường đoạn, những cái cao độ khó khăn đó cả đã. Từ những cái đoạn mà dễ dễ thì hãy di chuyển. Và tụi con đã làm tốt điều đó. Hôm nay hai con tuyệt vời. Chết rồi, cặp nào cũng tuyệt vời như thế này thì làm khó ban giám khảo quá đúng không ạ? Thế nhưng dạ em vẫn còn hai cặp nữa, còn nặng ký không kém. Nhưng trước khi đó hãy dùng một tràng hỗ tay ủng hộ và chúc mừng cho cặp đôi này, Quỳnh Anh và Đức Vĩnh. Màu mừng ngây thơ về hôm nay, tôi vẫn ngồi đây này, vẽ mọi điều mới say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này. Vẽ thế gian bằng những nén nhang thật ngang, chẳng một vẻ lo tan. Tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ gì và tỏ tình trước. Tôi mà sức vươn mình để vẽ lên trời cao rộng, cơn gió lòng đơn nhẹ tôi bay cao. Cồn cao trong tim tôi yêu em mất rồi. Vẽ lên nhanh quá dài, tôi gửi lại cho ngày sau em ơi. Vẽ tôi đang giữ trời sao vẫn bơ vơ, cứ thế đứng ngóng chờ. Vẽ tôi đang ở đâu, tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm. Vẽ tôi đi tìm lại nhưng mình nghe phát ngất cuộc đời tôi. Vẽ tôi xa buồn khơi, tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé. Vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy. Vẽ tôi đi tìm tôi nhận ra đời sao như toàn tinh. Vẽ những bức hoa hình với đường nét màu sắc thật ngổn ngang. Vẽ tôi đang ở đây và ôm nàng tôi hát. Vẽ tất cả điều này bằng tiếng hát. Màu mừng ngây thơ về hôm nay, tôi vẫn ở đây đây. Vẽ mọi điều mới say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này. Vẽ thế gian bằng những nén ngang thẳng hàng, chẳng một vẻ lo tại. Tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ gì và toàn tính trước. Tôi mặc sức của mình để quên đi bao nhiêu tư, quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn mưa đi. Lung linh trong đầu, ta bay lên theo muôn màu. Ước muốn đã trào dâng từ trong chiêm bao. Bay lên trên mọi người rồi nhẹ nhàng lại bay lên theo nụ cười giả.
trong mơ. Cô Đoan Trang đã wow lắm rồi, không biết là cô muốn chia sẻ ngay lập tức luôn không ạ? Xin mời cô. Quá là khó khăn cho các cô chú ngồi ở đây luôn á các con. Tại vì cái tuần này tiết mục nào cũng tốt đó. Riêng với Văn Minh và Ngọc Dầu đã cho cô cảm thấy rất là yên tâm về một cái thế hệ mới. Thật sự giống như tên của con, tụi con rất là văn minh, tụi con nghe nhạc mới, tụi con rất hiện đại. Điều đó nó toát ra từ cái chất giọng của tụi con, cách tụi con xử lý cũng như là cách tụi con điều tiết sân khấu. Rất là hay, tụi con rất là có năng lượng trên sân khấu. Và tụi con như là tuần trước, thẩm âm vô cùng tốt luôn, nhịp vô cùng chắc, hát bài lên tông 2-3 lần. Mà nhất là Ngọc Dầu, Ngọc Dầu con phải giữ vai trò là bè cho Văn Minh, nhưng đồng thời Văn Minh cũng phải giữ cái bè chính cho thật là chắc, để hai cái bè nó đi với nhau nó quyện. Còn chỉ cần một người rung rây là cái bè đó nó đi nó chênh liền. Trong chênh liền. Đúng rồi, hai đứa con tuyệt vời. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, cảm ơn cô. Trời ơi, cảm ơn cô mà tụi nó còn bè cho nhau nữa. Đứa bè cao, đứa bè thấp. Trời, hôm nay mà lộng lẫy dễ sợ nè. Để coi với sự lấp lánh của chú Nam Cường thì có đồng điệu hay không nhá. Mời chú. Không cần biết, thấy lấp lánh là tôi thích rồi. Nói chung là tiết mục này quá thích. Mà không hiểu sao mời tôi vô cái số gì đâu mà toàn là tiết mục hay, sao tôi chấm. Làm sao mà chấm đây. Khó nhờ. Không có một điểm nào chê từ đầu đến giờ các tiết mục của tụi con. Quá xuất sắc, mỗi bạn một màu sắc, làm cho cái số ngày hôm nay là tưng bừng khói lửa luôn. Dạ. Với cái bản mashup này thì đúng như cô Đoan Trang nói là hai bạn hát hòa quyện với nhau, và đặc biệt là nam nữ nữa. Rồi nghe là nó còn có sự thú vị hơn là hai nam hoặc là hai nữ gì á. Cái màu giọng khác nhau. Dạ, Văn Minh giọng rất đàn ông nha. Đúng rồi. Rất là hay và rất là chắc. Còn riêng với Ngọc Dào, con tuy là bè cho bạn nhưng mà con không hề bị lép vế. Có nhiều người bè á thì cũng ham sợ là mình bị lép, hát bự lên xong cái lấn át luôn giọng chính, hoặc là sợ nó không hòa quyện cái lo hát nhỏ lại. Cái cuối cùng người bè là cái người khó, vừa hát bè thẩm âm nó khó mà vừa phải cân chỉnh làm sao cho hòa với cái giọng chính đã khó. Mà ngày hôm nay Ngọc Dầu làm điều đó quá xuất sắc, chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Tuần thứ năm rồi các anh chị ơi, các con phải làm như thế này để bứt phá ở những vòng thi loại trừ. Cho nên là các cô chú cứ yên tâm bình tĩnh đi, chấm điểm cho tụi con. Cứ 10 hết cũng được mà cô chú hả? Chú Long Nhật ơi, cảm xúc ngay bây giờ với tiết mục này, xin mời chú. Về thanh nhạc là cô Đoan Trang và chú Nam Cường đã nói rồi. Nhưng mà cái không khí âm nhạc rất là quan trọng. Cái không khí và cái lan tỏa, cái tinh thần đó có thể tất cả khán phòng, tất cả phim trường chúng ta như một nụ tung về hai con. Chú tự hào về hai đứa. Dạ con cảm ơn chú. Giật mình nữa. Có tập không mà sao nó nói đều như luôn, vậy? Không hiểu luôn á trời. Không, bởi thế mới nói là sự hòa hợp của các con. Đã là cặp đôi vàng mà. Đúng đó. Phải hợp từng cái câu nói, từng câu cảm ơn nữa. Nhưng mà phải cảm ơn những cái người đứng đằng sau để giúp cho các tiết mục này nó tuyệt vời. Đó chính là người thầy của tụi con, đúng không? Người hòa với khí nữa. Một tràng hỗ tay cho thầy Phú Luân và Phạm Hồng Biển. Cảm ơn hai thầy. Lộng lẫy xinh đẹp, nhận được quá nhiều lời khen rồi. Một tràng hỗ tay nữa đi vô trong chờ kết quả nha. Xin được chúc mừng hai con. Cánh cò, cò trắng.
đắm say thương cánh cò. Tiếng đàn tôi tính tang tang tính tang. Bài hát du em đến trường. Bài phải nói là tiết mục này rất là đẹp trên sân khấu đúng không ạ? Đẹp thứ nhất ở đây là cảnh trí, thứ hai là tụi con với hai tạo dài. Đây là chữ mẹ, bên này là chữ hiếu. Không biết là cảm xúc của anh Long Nhật như thế nào ạ? Tròn cả con mở màn cho cái buổi tối hôm nay là một cái điều rất là chính xác luôn. Thải Hà, chú ngồi ở đây chú ngắm nhìn lên chú thấy con nhỏ xíu mà đáng yêu vô cùng. Nhưng mà con rất là chững chạc, con bước từ trên cái bục xuống. Con đi đứng đàng hoàng chững chạc và giọng đẹp quá trời. Trong sáng mượt mà. Mà cái trường độ cao độ của con là chính xác. Và con hát rõ rõ từng lời. Bên cạnh đó là Tấn Bảo. Con có cái quảng trầm đẹp quá và hỗ trợ cho nhau. Cái phần bè và phần đuổi, cái phần vô can nữa, cái phần kết rất là hay luôn. Chú không biết nói gì hơn, chú rất là xúc động. Và chú rất là, chú tan chảy bởi vì trên hai cái tà và chữ mẹ và chữ hiếu. Mẹ là tuổi thơ, mẹ là quê hương, mẹ là tất cả những gì mà chúng ta đem theo cả cuộc đời này. Bởi vì quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Cảm ơn hai con. Xin được cảm ơn giám khảo Long Nhật rất nhiều. Và có thể nói là hai bạn nhỏ này như hai chàng hoàng tử bé đúng không ạ? Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy chững chạc thông qua từng cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Qua cái phần trình diễn của tụi con, cô đánh giá được cái thế hệ mới thông minh quá. Tụi con chưa có được rèn giũa nhiều về kỹ năng, kỹ thuật âm nhạc, chưa được học tập nhiều về chuyên môn thanh nhạc. Nhưng mà tụi con nắm được cái cách hát, cái đó là cái điều phải nói là tựa trong cái máu của mình rồi, trong cái năng khiếu của các con rồi. Cho nên các con là những cái vốn rất là quý giá, các con tài năng thực sự. Xem các con hát á, cô quên đi phải phân tích cái gì ở các con, mà làm cho cô thấy được một cái tình yêu về quê hương, về đất nước, về cha mẹ. Cảm ơn cô ạ. Và tiếp tục ạ, xin mời giám khảo Huỳnh Lập. Nó nói về mà diễn viên Huỳnh Lập mà đi chấm ca nhạc thì nó hơi bị không có vô lắm. Hơi ngộ nghĩnh đúng không? Hơi ngộ nghĩnh nhẹ một chút xíu. Là bởi vì bản thân mình nó không có am hiểu quá nhiều về phần nhạc đâu. Cho nên là tất cả về chuyên môn là nhường cho hai anh chị đây hết. Bản thân chú chỉ nhìn về tổng quan về cái diễn xuất của tụi con thôi. Về cái thần thái của tụi con. Cái bài hát này là cái bài hát nó quá là phù hợp với cảm xúc của tụi con. Nó nói về cái tình cảm của cái người con dành cho những đấng sinh thành mà. Nó không có cần phải tưởng tượng, nó không có cần phải hóa thân nữa, nó chẳng cần diễn xuất gì cả. Tụi con cứ lấy đúng cái tấm chân tình của tụi con dành cho cha, dành cho mẹ, dành cho những người đã nuôi nấng mình, là tụi con sẽ thể hiện một cách trọn vẹn nhất cái ý nghĩa của bài hát này. Thấy Hà như vậy nè, cái giọng của con cao lắm, chú nghe tới đâu là chú nổi da gà tới đó. Nhưng mà con hơi bị nhìn lung tung. Lúc mà bạn của con hát á, con cầm cái micro mà con cứ gì nè, giống như là con hoang mang, con nhìn con cái, đi gì tìm á, cái gì đó, con chú tìm cái gì á. Giá như mà mình tập trung hơn được một chút xíu thì cái phần trình diễn của con sẽ hoàn hảo nhất có thể. Bạn Tấn Bảo thì có vẻ bình tĩnh hơn, kiểm soát được cái cảm xúc, cái gương mặt của mình. Cảm ơn hai tụi con rất là nhiều, bài hát rất là hay. Yeah. Giờ hỏi luôn, hôm nay có hồi hộp không con Thái Hà? Dạ không á. Không đúng không? Tấn Bảo cũng vậy đúng không? Đi tìm đồ ăn đó. Dạ hả? Chắc mà. Đói lắm đúng dạ, không con? Cò buổi tối đi tìm đồ ăn vậy thôi. Nhưng mà thực sự phải nói là cá nhân chú Minh Xù thấy là hơi tiếc tí xíu ở cái phần kết. Có nghĩa là mình, ủa sao hết rồi ta? Hơi hận. Nhưng mà đây cũng có thể là một chiến thuật. Nếu như các bạn muốn nghe nữa, nếu như ban giám khảo muốn xem nữa, thì ban giám khảo phải giữ cặp đôi này lại. Bởi vì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định
cặp đôi thấp điểm nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Nhưng ngày hôm nay, các con thân mến, mở màn quá tuyệt vời, một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Nhà là nơi ta ra đời, là nơi dạy ta nên người. Mọi buồn vui trên đời chính là nhà. Nhà là năm tháng tuyệt vời, dù đời còn biết bao xa vời, dù đi đâu hãy nhớ quay trở về. Một mùa xuân lại về đến trên khắp thôn quê, mà đàn con thì vẫn cứ ở nơi nào đây. Mẹ lặng thinh vì mẹ biết các con còn những đam mê. Ôi bao nhiêu cái Tết tuổi thơ đã xa rồi. Gia đình luôn là nơi bình yên nhất, ai đi đâu cũng muốn trở về. Nơi mẹ ru nghề thâu đưa con vào với giấc mơ. Bước trên đường để nhiều khi là bước đi muôn hướng, thì mẹ vẫn ở đây mở rộng vòng tay. Cả tuổi xuân của mẹ là các con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Từ mùa xuân cánh én bay về rồi, nhưng chẳng thấy cả con về đây. Còn tuổi xuân của mẹ là các con, rồi tuổi xuân của con mẹ ngóng trông. Còn mong những chuyến xe mang về vui cùng đàn con xa, trở về đón xuân đoàn viên. Alo. Dạ alo, mẹ khỏe không mẹ? Minh hả con? Dạ. Mẹ khỏe. Tết này á, tụi con có về ăn Tết với mẹ không? Dạ Tết này tụi con bận nhiều việc lắm mẹ ơi, con không về được nha thầy mẹ. Thôi con cúp máy nha. Bye bye mẹ. Yeah, bây giờ tụi mình cùng xách ba lô lên, trở về để tặng cho mẹ một niềm thật bất ngờ nha ha. Ok. Let's go. Đi thôi. Vì tôi đang về quê, chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đợi chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi. Thế nên phải mau về thôi, mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa. Ngồi như giờ trên xe, tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh, đều bồi hồi rất muốn nhanh về đến nhà. Nhớ những gì một năm đã qua, từng chặng đường đã xa, kỷ niệm buồn lớn vui ta từng trải qua. Lô 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 chuyện của mình trong nắng, tôi muốn kể hơn bao giờ hết, kể rằng mình đã sống yêu đơn thế nào. Không chuyến nào bằng được chuyến đi về nhà cùng gia đình, lòng rộn ràng biết trở về. Ta sẽ là nơi được trải qua biết bao nhiêu khó khăn, tiếng chân là nạn nhân qua cơn sóng không khí thật trong lành. Một năm vừa qua bao mang nơi xứ lạ, dù vất vả nhưng cũng không biết là đâu đó ở quê nhà. Nhà mẹ vẫn chờ mong và trông ngóng tình mẫu con trở về. Từ những thứ buồn bề những thứ vắng nghe nên là một điều không thể. Lên tiếng cho con thấy sức mạnh là thứ năng lượng thật chạy nhẹ, nên con sẽ luôn trở về vì gia đình không gì là không thể. Đời như cuộc phiêu du, nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất chẳng phải là chuyến đi về nhà hay sao. Đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta, không thể chờ nữa đâu, ta phải về thôi. Mẹ đời như cuộc phiêu du, nhưng chuyến mà ta mong đợi nhất. Chờ nữa đâu ta phải trở về, lòng rộn ràng biết bao đi để chơi.
cái đứa này vậy mà nó không về. Mẹ, mẹ ơi, con cũng về luôn nè mẹ. Sao mẹ khóc vậy? Mẹ đừng khóc nữa. Hôm nay hai đứa con của mẹ diễn rất là đáng yêu và dễ thương. Cảm ơn mẹ rất là nhiều nha. Một tràng hỗ tay cho Vũ Đoàn Power. Giám khảo Hoàng Nhật Nam có cảm xúc gì ạ? Xin mời anh. Cho chú hỏi là hai cái đôi giày mà có đèn đó là hai đứa mua ở đâu đó? Trong mùa flash sale vừa qua thì đây là một trong những món con đã săn được. Mà hai tụi con rủ nhau cùng mua luôn á hả? Dạ. Tông xuyệt tông thấy ghê không? Văn Minh có cho chú Nam mượn để chú Nam đi ăn tiệc cái đôi đó không vậy? Dạ cho chứ. Con phải hỏi chú Nam là có dám mang không? Đôi giày này dễ thương lắm. Chú bật mí là hồi nhỏ chú với em gái của chú có đôi tương tự vậy. Mình đi là nó nháy 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 nháy. Có kêu tiếng không chú Nam? Không, nó không kêu. Cái đó là của mấy bạn nhỏ hơn rồi chị. Cũng biết rồi xíu à. Đó mà nó xanh đỏ tím vàng lắm. Cái bài này rất là dễ thương và chú rất là thích cái câu chuyện tụi con đã kể. Cảm thấy sướng nhất là trên cái chuyến xe để trở về á, nó thể hiện một cái sự háo hức cả trong lời hát, trong cách diễn của tụi con. Và sau đó thì tụi con về gặp mẹ, nó mới vỡ òa lên trong một cái khung cảnh rất là xúc động. Đó, và cái bài này hay là có rất nhiều tính cách của hai đứa con ở trong đó luôn. Cái sự tinh nghịch hồn nhiên của hai đứa và những cái phần khác là cái phần sâu sắc ở trong hai đứa con. Bỏ nhỏ rồi bè cho nhau, rất là tình cảm. Lúc đó tất cả âm nhạc lắng hết và nhường chỗ cho cái giọng hát. Chú rất thích cái bản phối này. Dạ con cảm ơn chú. Dạ, chị Trang có đồng cảm với điều này không ạ? Xin mời chị. Công nhận cái cô đóng vai mẹ đó hay ghê á. Những cái giọt nước mắt cuối cùng thôi mà cũng làm cho các cô chú ở đây ngồi cũng chảy nước mắt luôn. Đó là những cái giọt nước mắt hạnh phúc. Mùa xuân là có rất là nhiều cung bậc cảm xúc. Có những cái cảm xúc nó khó tả lắm. Nó đông đầy lắm. Nó rất là sâu lắng nữa. Cho nên các con được nhìn thấy tất cả những cái cảm xúc đó về mùa xuân, để cho mình lớn lên nó đầy đủ hơn trong cái tâm hồn của mình. Tuy nhiên á, có những cái khúc mà gần đi về ao á, vì tụi con cao trào lên quá, sung quá, cho nên hôm nay là Ngọc Dầu hát có những cái đoạn nó hơi bị lệch ra chút xíu mà hợp âm, kiểm soát cho giọng hát một cách tốt nhất nha con. Chúc mừng hai đứa con. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Trong bài hát thì mình nên kiểm soát lại một tí xíu đúng không cô Trang? Đó, bây giờ mình nói cảm ơn cô nhẹ nè, 2, 3. Dạ con cảm ơn cô. Bè được không? Bè được không? Bè thử coi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ mời cô Tố My ạ. Ban đầu á thì hai đứa con ra, trong đầu cô lúc đó nghĩ đó là chắc tụi con sẽ đem đến một cái tiết mục sôi động, tươi vui. Tuy nhiên rằng khi mà tụi con vô mở màn á thì cô lại bất ngờ là một cái câu chuyện rất là xúc động. Tụi con rất là nghiêm túc đầu tư về trang phục cũng như là cái tư duy xử lý bài hát. Trong cái bài của tụi con á có 3 bài mashup với nhau, trải qua từng cái cung bậc cảm xúc. Thì cô rất là thích cái cách mà tụi con đẩy cái cảm xúc từng bài, từng bài, từng bài. Nó theo cái câu chuyện, ban đầu nó nhẹ nhàng, cái cung bậc cảm xúc bài hát nó lên từ từ và cái kết tụi con làm cho khán giả phải vỡ òa. Và hôm nay thì Tú My cảm thấy mình rất là may mắn bởi vì xuất hiện ở tập này là ở chỗ là không loại tụi con. 4 tiết mục nào cũng xuất sắc hết. Nên là hôm nay cô thấy rất là hạnh phúc. Chúc mừng tụi con. Chúc mừng cô mới đúng á. Đúng thiệt là như vậy. Cả 4 cặp đôi ở trong tập này rất là xứng đáng để nhận được những điểm số cao. Một ráo tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Dâm. Hai đứa ơi, ăn sáng xong rồi á, học bài đi nha con. À, còn đồ ăn trưa á, mẹ để sẵn ở trong cặp. Chút khi nào mà đi học á nhớ đem theo nha không? Dạ, mẹ yên tâm đi làm nha mẹ. Tụi rồi. Con tự lo được mà. Giỏi, mẹ đi nha. Ờ mẹ. Hử? Mẹ có nhớ mẹ hứa với con cái gì không? Mẹ hứa gì đâu ta? Dạ thì hôm bữa mẹ hứa với con mua cho con cây đàn guitar đó. À, mẹ hứa mua cho con cây đàn guitar đúng không? Dạ. Mẹ quên rồi. Ồ mẹ thật kỳ quá à. Mẹ quên là không biết mẹ mua về xong mẹ để ở đâu trong căn nhà này ta. À con cảm ơn mẹ. Con lấy giùm mẹ cái áo khoác mẹ đi làm. Dạ, đi. Dạ. Ừ. Ủa? À đàn guitar nè, con cảm ơn mẹ. Trời ơi thích quá à. Con thích không? Ủa mẹ, mà sao nó cũ quá vậy mẹ? Ờ, tại vì bây giờ con mới tập đàn thôi đúng không? Cho nên con đàn đỡ cái đàn cũ đi. Rồi sau này khi nào mà con đàn thành thạo rồi đó, mẹ sẽ mua cho con cái đàn mới thiệt là đẹp, được không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Rồi, vậy. Ủa nha. Mẹ. Hả? Con cũng thích học đàn piano mà, sao mẹ không mua cho con? Ai nói mẹ không mua? Yeah! Nè, nhắm mắt lại đi. Ten ten. Mẹ. Hả? Con thích đàn piano mà. Thì cái đàn này đàn piano nè con nè, để chữ piano đàng hoàng nè.
Nhưng mà con thích đàn piano thiệt, con thích đàn piano đồ chơi. Hôm bữa con đâu có nói thiệt hay là đồ chơi đâu. Mẹ. Thôi nè, đừng có nhõng nhẽo nữa. Mẹ biết chứ, nhưng mà con biết sao không? Tại vì cái đàn piano thiệt á, nó đắt tiền lắm. Để từ từ rồi mẹ để dành tiền mẹ mua cho con nha. Từ từ gì nữa mẹ? Mấy đứa bạn của con á, đứa nào cũng có piano hết rồi. Rồi, mẹ lãnh lương, mẹ sẽ gom tiền lại, mẹ mua cho con cái đàn thiệt là bự, thiệt là đẹp, được không? Nhanh nhanh nha mẹ. Rồi, vậy nha. Bây giờ như vậy, có đàn guitar rồi, hai đứa ở nhà ha, vừa tập đàn tập hát đi ha. Rồi dạ. Canh giờ học bài rồi đi học buổi trưa, nghe không? Dạ, rồi, chào mẹ. Mẹ đi nha. Em ơi, lại học chung với chị cũng được nè. Cái gì? Đàn guitar. Em á, chỉ thích học đàn piano thôi. Vì sao? Vì học đàn piano mới thể hiện được sự đẳng cấp, sang chảnh. Chị học mình đi. Em ơi, sao mẹ để quên cái khăn rồi? Thôi hay là em ở nhà coi nhà nha. Để chị chạy ra đưa cho mẹ cái đã. Nhớ coi nhà đó nha. Anh Trang chọn không con ơi? Anh Trang chọn không nè? Nay cò hỏi ngon lắm nè mấy đứa. Ăn không mấy đứa ơi? Anh Trang chọn không mấy đứa ơi? Xin lỗi. Trời ơi, tôi xin lỗi. Dạ, không sao, xin lỗi. Từ từ nha chị. Tôi xin lỗi, sao làm tới nhà chị rồi. Thôi vô nhà nghỉ ngơi đi. Người thì bệnh hoạn mà suốt ngày cứ đi ra ngoài mẹ, đường. Mẹ sao. Bị sao vậy mẹ? Mẹ không sao đâu con. Cảm ơn chị. Cô ơi cô, mẹ con bị sao vậy cô? Mẹ con á, trời nắng chang chang vậy á mà đi ra ngoài cánh hàng rong. Rồi bả sai sẩm mặt mày á, xém tí bị xe đụng rồi. Chị ơi. Thôi. Chị nghỉ ngơi đi nghe. Dạ dạ cảm ơn chị. Thôi cô về nha con. Cảm ơn chị. Dạ nhiều. Con cảm ơn cô. Cô về nha chị. Mẹ có sao không vậy mẹ? Mẹ không sao đâu con. Con đừng nghe lời cô nói nha. Cô nói lộn á. Là mẹ từ ở công ty mẹ bước ra chứ mẹ không có đi bán hàng rong. Mẹ không có đi bán hàng rong gì hết. Mẹ không có đi bán mà. Thiệt á. Mẹ con biết hết rồi.
mẹ đừng có giấu con nữa. Bữa hôm á, con tính chạy ra đưa cái khăn cho mẹ, rồi con thấy mẹ gửi hàng bên nhà cô Tư, mẹ gánh hàng đi bán. Mẹ ơi, mẹ đừng bán nữa nha mẹ, vất vả lắm mẹ ơi. Không bán thì lấy đâu ra tiền hả con? Công ty của mẹ giải thể lâu rồi, bây giờ thì tìm việc làm khó khăn lắm. Chỉ có cách buôn gánh bán bưng như vậy á mới có thể là đắp đổi qua ngày được con à. Hai đứa con thì còn nhỏ, ba con thì mất sớm, mẹ phải vừa làm cha vừa làm mẹ. Mẹ cực khổ nhiều mẹ cũng không quản hết. Miễn sao là hai con của mẹ ngoan ngoãn học giỏi là được rồi. Cho tụi con xin được thay cha chăm sóc mẹ nha mẹ. Là em phải bắt cóc chị Trang một tí xíu. Chị có cảm xúc như thế nào ngày hôm nay hỗ trợ cho đêm chung kết của Phương Nhi và các viên ạ? Không biết sao nữa, cuộc đời mình thì mình chưa có gia đình, nhưng mà không biết sao là khi mà hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ thì thấy nó cảm giác giống như đứa con mình vậy đó. Rất mừng là hai bé hôm nay là hát trôi chảy, hát ổn. Trang hô tay nữa với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Hồng Trang. Xin được cảm ơn chị Trang rất là nhiều ạ. Xin mời chị Đoan Trang ạ. Ôi, cái tiết mục này xúc động quá tụi con. Bé Viên với bé Nhi diễn rất là ra cái vai của mình. Cũng thêm một bất ngờ nữa là con chơi đàn guitar. Con đánh rất là tự nhiên, vừa hát vừa đàn. Đó, tuy nhiên cái thế ngồi của con á, nó không có được thoải mái lắm cho con. Cho nên có những cái đoạn cao thì con hát nó không được bay lắm như những cái tiết mục khác. Phần cuối á, hai đứa con quá là nhập tâm, quá cảm xúc, cho nên cái bè cũng như là cái câu cuối đó nó hơi run rẩy chút xíu. Nhưng nó cũng vẫn mang lại một cái gì đó nó rất là chân thật. Cho nên nhìn chung thì cô cũng đánh giá khá cao tiết mục này. Cô chúc mừng tụi con. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Tiếp nối ạ, xin mời cô Phương Viên. Nói về cái chủ đề này thì cô là bao lệ luôn. Tại vì cô đã từng là cái cô gái đòi cái đàn piano đó. Cô cũng đã từng là cái cô gái đòi cái đàn guitar đó. Và ngày hôm nay cái cô gái bị đòi đang ngồi. Chỉ khi nào mình thấy được mẹ mình cực khổ, gian truân thì mình mới biết thương mẹ. Và cảm ơn tụi con rất là nhiều vì đã mang đến một cái màn trình diễn rất là xúc động ngày hôm nay. Vì đã từng hát một cái bài hát về mẹ ở trên sân khấu, ca khúc Mẹ Yêu. Bản thân Vi là đã đi hát rất là lâu rồi, nhưng mà lúc hát bài đó mẹ ngồi dưới cái khóc mà Vi hát vì vỡ giọng. Con hát phải nói là mặc dù cũng có hơi run rẩy đó, nhưng mà bình tĩnh hơn cô ngày xưa rất là nhiều, rất là bản lĩnh. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn cô. Là lúc mà các viên ngồi đàn cái đàn đó, từng cái giọt đàn lên đó thì nghe nó rất là chứa chan, như là đi vào trong hồn mình á. Mặc dù là chú biết là ở đâu đó nó vẫn còn những cái vụn về của con trong cái tiếng đàn đó, nhưng mà nó phù hợp với cái tình cảm của con lúc đó. Chú rất là xúc động. Chúc mừng hai con. Cảm ơn và chúc mừng cho Phương Nhi và các viên. Và những bao diêm đầy
lẻ loi trên đường phố em run lạnh, chẳng còn ai đến đây cùng bé bán diêm mồ côi. Và năm mới đã đến, bên góc phố kia bé bán diêm đang ngồi. Em bé đôi và khóc, khóc một mình em khóc mãi không thôi. Rồi em mới được đến nơi mơ đang sáng. Ước mơ em thật nhỏ nhoi và đáng thương hơi em. Em bé bán riêng giữa đêm lạnh em bé mồ côi. Cầu trời ban cho em một ánh sáng thiên thần sẽ đến với em vào giờ phút này. Chạy trong trái tim này và thế gian như đã hòa tan. Niềm vui thắp sáng bao tâm hồn và ta cùng nhau nắm tay chờ một ngày bình minh sáng tươi. Nhé em cứ ước mơ, giờ muôn phiền tan theo những bước chân em. Chặt vòng tay sưởi ấm cho em, tia dương cầm bay lên trời cao. Nhìn tụi con thì chú thấy là thứ nhất là nóng vì mặc đồ mùa đông. Trong khi đó thì Việt Nam của chúng ta thì cũng không khí châu Á con hả thì cũng hơi nóng nhẹ ha. Cố gắng lên, chắc là được cộng điểm hả chị Trang ha. Không biết là cảm xúc của ban giám khảo như thế nào với tiết mục này ạ? Cô vẫn rất là thích cái phối hợp của hai đứa con. Nó rất là nhẹ nhàng mà cái giọng hai đứa con hòa quyện với nhau hát nghe rất là dễ chịu. Mà một trong những cái điểm mà khiến cho người ta nghe cảm giác nó hay hơn, nó dễ chịu hơn, đó là luôn luôn muôn đời phải có bè. Bài này tụi con bè rất là tốt, các viên bè cho bé Nhi tốt quá. Tại vì lại quay lại cái câu chuyện bè là cái bè của cái bài này không phải là cái bè căn bản, cho nên tụi con phải dùng một cái giai điệu khác hoàn toàn để mà hát như là một bài hát khác, giai điệu khác mà đi lòn cùng với nhau, cái bè cao bè thấp rất là đẹp. Mà mình giữ được cái điều đó cho tới nguyên một cái đoạn điệp khúc cho tới cuối luôn không phải là chuyện đơn giản. Cho nên cái người hát bè mới là cái người quan trọng.
đó là cắt viên. Ngày hôm nay con làm rất là tốt. Tuy nhiên thì Phương Nhi cũng có thể hiện được cái chất của mình qua những cái đoạn điệp khúc, mà cái đoạn có những nốt cao. Và cô đã nhìn thấy được con đó là rất là biết cách gằn giọng, đưa cái nội lực của mình vào trong những cái nốt cao trào đó. Cái giọng cao là đã là một cái lợi thế cho giọng nữ của mình rồi. Mình có thể có được cái âm vực nó rộng để mình thể hiện được nhiều bài hát. Nhưng luyện làm sao cho nó mạnh khỏe hơn để thoát ra khỏi cái giọng thiếu nhi á, thì điều đó nó sẽ giúp cho con chinh phục được nhiều bài hát hơn nữa. Và ngày hôm nay cô đã nhìn thấy được cái điểm sáng đó ở con. Chúc mừng hai đứa. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, xin tiếp lời, xin mời đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ. Chú muốn nghe hai con hát lại câu cuối và cùng bè cho nhau. Lại một ngày tan cho em lại ước mơ. Mà hay cái là bắt vô liền luôn chị Trang. Bắt vô liền luôn, em phải dò đó, rất là khó. Ngoài cái hay đó là cái sự phối hợp của hai con trong việc hòa bè cho nhau, thì một cái thông điệp mà chú muốn nói đến đó là cái cách mà các chú giám đốc âm nhạc đã chọn bài cho các con. Có nghĩa rằng là cái ước mơ và cái điều mong muốn về cái sự bình yên cho những cái đứa trẻ, đó là một cái điều mà luôn luôn nhiều người mơ ước tới. Mà trong cái câu chuyện cổ tích mà cô bé bán diêm ấy thì quá tội nghiệp đúng không mấy con? Đó thì chỉ là ước mơ một cái mái ấm gia đình trong một cái đêm đông giá lạnh thôi, nhưng mà cái điều đó nó cũng khó. Cho nên là đó cũng là một cái thông điệp mà các con cũng sẽ, khi hát bài này các con cũng sẽ phải hiểu, thấu hiểu và cảm thấy trân quý hơn với cái tình cảm gia đình hoặc là những cái người thân yêu hiện nay mà các con đang có. Và quay lại thì hai con, chú rất thích là cái hình ảnh của hai con ở đoạn đầu khi mà đã choàng khăn rồi đội cái mũ len. Đó là cái điều mà chú cũng muốn chuyển tải. Có thể hai con là hai chị em, có thể hai con có thể là hai người bạn trong cuộc sống, ví dụ vậy. Nhưng mà cái sự thấu hiểu, thấu cảm lẫn nhau và chia sẻ trong cuộc sống, cái điều đó là cái điều rất quan trọng. Và cái điều đó là cái thông điệp mà đẹp nhất của cái bài hát này. Và chú cũng chúc mừng vì hai con đã thả hồn trong một cái khung cảnh trong bài hát và thể hiện cái tình cảm dành cho nhau và đưa đến khán giả cảm thụ được cái điều đó. Chúc mừng hai con. Dạ, cảm ơn chú. Còn chú Gia Bảo thì sao ạ? Cảm xúc của chú ạ? Khi mà nhắc tới cô bé bán diêm á, thì thường là nó sẽ có một cái kết rất là buồn. Bản thân Remy, con gái của chú Gia Bảo á, mỗi lần mà nghe câu chuyện này là đều khóc vì thương cô bé bán diêm lắm. Nhưng mà rất là cảm ơn cái ca khúc này là bởi vì mang một cái màu sắc mới cho cô bé bán diêm, là sẽ có một cái kết nó tươi đẹp hơn. Mà giọng của hai con hát cái bài này á, nó giống như là cái tiếng chuông ngân trong cái đêm Noel vậy đó. Nó rất là hay và rất là vang. À, thì chú Gia Bảo chỉ nhắc một chút nhẹ thôi, là ví dụ như về phần diễn. Thì tại vì đây là cặp đôi là mình phải diễn là nó phải chung với nhau. Đó, thì hồi nãy có một cái đoạn là bé bên trái Phương Nhi. À, bé Phương Nhi á là đang ca mà đang cười, còn bé còn Cát lại Viên. Là bé Cát Viên là lại đang buồn. Cho nên là hai cái trạng thái mình đang bị khác nhau, thì mình phải nên đồng nhất với nhau là tới lúc nào mình sẽ cùng cười để cho nó tươi sáng, và cái lúc nào mình buồn là để thương cho cái thân phận của cô bé bán diêm. Chứ mình hát chung mà tự nhiên một người đang cười tươi quay qua người kia đang rất buồn thì nó hơi bị chưa có hay cái chỗ đó. Và một cái nữa là khi mà con diễn, con rờ lên cái cây á, và cái cây khô mà nó lạnh giá như thế này là nó rất là lạnh. Ví dụ như mình diễn chút xíu, dù mình rờ vô mình có một cái rất là lạnh, thì người ta sẽ tưởng tượng được là cô bé bán diêm cổ còn lạnh cỡ nào nữa. Đó, thì cái đó chỉ là một chút xíu thôi, nhưng mà bù lại là đây là một cái tiết mục rất là hay. Mà phải nói là mới cái tiết mục thứ hai thôi mà thấy sợ rồi đó. Bây giờ ai hát cũng hay hết trơn á, giờ không biết sao chấm điểm luôn. Dạ đúng ạ, những cặp đôi sẽ làm khó ban giám khảo. Và ngày hôm nay, tiết mục này, một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và Cát Viên. Mình cùng nhau đóng băng, chưa giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Bạn ơi,
còn là những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa. Lòng trời dần niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin anh ngừng cho. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Trong cuộc đời này hãy nhớ muốn cho thời gian tràn lan, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Cho thời gian tràn lan, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Chia xa thời học sinh lướt qua nhanh như giang mà không trở lại. Mình phải trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Mình cùng nhau đóng băng chưa giây phút chúng ta chia xa. Thời học sinh lướt qua nhanh như giang mà không trở lại. Trải qua, bạn đừng khóc mà. Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới. Bạn một trao hết tay lực lượng cho Văn Minh và Ngọc Dâu. Hát chung với nhau hôm nay mặc bộ đồ cũng rất là hợp với nhau nữa. Rồi hát hai bài này nữa, trời đất ơi. Không biết anh Trung ơi, anh mê không anh Trung ơi? Rụng rời rồi. Chết thật rồi. Đây là lần đầu tiên Hồ Bình Trung gặp được Văn Minh và Ngọc Dâu. Chất giọng mềm mại, chú rất là sao xuyến luôn á. Giọng hát của Ngọc Dâu thì chạm vào trái tim của chú, nó mượt mà vô cùng. Văn Minh thì chú thích phong cách diễn của con, cái tai con đưa đó. Đưa. Diễn mà lúc nào cũng diễn mà đó, giống như là mình muốn ôm cả thế giới vào lòng. Hai con rất hợp với nhau về giọng hát. Tuy nhiên có một cái chỗ như thế này là khi mình hát song ca đó, mình nên đứng xích lại với nhau. Hồi nãy tụi con đứng xa nhau quá là nó bị mất cái tình cảm của bài hát. Và cái kết đó, hai con đứng xích vô. Cho chú hỏi một câu này, hai đứa nhiêu tuổi rồi? Dạ con là 11, năm sau con sẽ 12 ạ. Con 13. Năm sau con 14. Con 15, năm sau con 16. Hỏi mời con. À dạ, cảm ơn chú. Chú ra 32, năm sau 33 con. Ngày xưa là mười mấy tuổi chú chưa hát được vậy đâu. Anh như anh cười em á Nam, thì em nói vậy cái anh cười khổ em ghê. Thì nhỏ em hát dở, lớn lên hát hay. Mới kết nạp anh em xong mà sao? Tại anh nghe bên khán giả này á, có mấy khán giả cười anh cười theo á. Đâu có ai cười em không? Có. Đâu ai cười đâu, tay coi. Sao? Thấy dễ thương cái thái độ của em. Ủa vậy em dễ thương hả? Cảm ơn nhiều nha. Trời đất ơi, vậy mà khán dễ thương được hay thiệt. Cảm ơn hai con nhiều. Dạ con cảm ơn ạ. Xin được mời giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Hai con có hiểu là mình cùng nhau đóng băng là nghĩa là sao không? Thưa chú, từ đóng băng là một hành động thể hiện cho một cái sự dừng lại trong một thời gian rất lâu. Thì cái khoảnh khắc mà
chúng mình mà chia xa nhau á là khoảnh khắc tổng kết năm học và là những cái lúc mà không còn được bên nhau nữa, và những kỷ niệm học sinh sẽ khép lại. Và người này mong muốn rằng là chúng ta nên lưu giữ mãi cái khoảnh khắc đó và sẽ luôn luôn gần gần bên nhau và không bao giờ lìa xa nhau nữa. Quá trời quá đất, đúng là cái bài này đặt bên cái bài mà mong ước kỷ niệm xưa là nó rất là hợp với nhau. Ca khúc này á, là chú nhớ là hồi trước chuyển từ cấp 2 lên cấp 3 cũng hát bài này, rồi từ cấp 3 rồi lên đại học chia tay bạn cũng hay hát, chuyển cho nhau mấy cái lưu bút rồi bắt đầu là khóc sướt mướt rồi đó. Cả Văn Minh cũng như Ngọc Giàu, tụi con nhấn nhá nghe nó rất là hiện đại, rất là trẻ trung, cảm xúc nó dẫn dắt mọi thứ. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Giọng dễ thương dễ sợ luôn vậy đó, giống nghe em ghê. Dạ con cảm ơn chú. Dạ không có, dạ không, đó là đáng sợ. Dạ dạ nha. Vâng, chị Đoan Trang cảm xúc của như thế nào, xin mời chị. Cái bản phối, bản dựng của tụi con lúc nào cũng có rất là nhiều điểm để xem. Mới vô một cái chuyển là tông. Chuyển tông nhưng mà hạ tông. Dạ, bình dạ. thường người ta lên tông, nhưng cái này là hạ xuống, làm cho người ta có một cái cảm giác nó khác lạ. Hai bạn này là hai bạn có thẩm âm rất là tốt. Rồi hai đứa con biến cái bản mashup này thành một cái bản ballad của riêng hai đứa con, rất là riêng. Và mỗi một cái đoạn này nó có màu sắc khác nhau nữa, chứ không có cái nào trùng với cái nào cả. Đúng rồi, đó. Khán giả cảm thấy nó rất là hấp dẫn, thú vị. Ở đâu? Là do nó có quá nhiều cái sự thay đổi và màu sắc. Bè khó không à? Bè rất là khó. Yeah, những cái dòng giai điệu, quãng khó, giai điệu khó. Cho nên một tràng pháo tay thật lớn cho hai đứa con. Dạ, dạ con cảm ơn cô. Chú Minh Dù có một cái câu này là cái kinh nghiệm của chú, là khi hồi xưa còn đi hát á, khi mà chú hát bè, chú nghe chia sẻ lại thôi từ người anh đi trước, là bè nhưng vẫn phải có tình cảm ở trong đó để hòa quyện cùng với giọng chính. Đây là kinh nghiệm dành cho tụi con nhá. Cố lên, ngày hôm nay rất là tuyệt vời rồi. Xin được chúc mừng cho Ngọc Dầu và Văn Minh. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ đi vô ạ. Trang ngồi để phơi gió rét bên trời, mẹ bên đây tuyết rơi nhiều, lê chân về sau cả chiều. Ở nơi xứ người cũng may sống chung mấy anh em, chỉ lúc trắng yên bình bạn con nó khóc một mình, làm ai cũng nhớ gia đình. Ngày chưa biết quê ta nghèo, chỉ mơ bước đi muôn nẻo, thả đôi cánh bay xa hoài, nước ngoài. Giờ con ở nơi này, cuộc sống khá xa qua vậy, chỉ mong bất lâu tương lai. Vì con đi kiếm đồng tiền, cho thôi ngày sau bần tiện, đến xin mẹ chớ muộn phiền. Chơi vơi tuổi xuân có mây hồi, tha phương nơi trôi dòng đời, đến con nào dám nặng lời. Vì khi biết quê ta nghèo, dù nhau bước đi muôn nẻo, tìm đất khách mong làm giàu, mai sau ngẩng đầu. Mà đâu biết trong đêm dài, người không muốn ta ở lại,
chạy trong giá băng mệt nhoài tâm tư hoa. Chúng con biết thương nhau, một mai nắng xanh trời rơi nơi nương náu một thời, về trong đôi mắt dạng người. Con đã vô tình làm cho những cái sự thổn thức ở bên trong mà nhiều khi người ta giấu đi cảm xúc này, không dám nói ra, mà nghe tụi con hát xong người ta cảm thấy rất là bồi hồi và xót xa trong người. Chắc chắn tất cả quý vị khán giả cũng sẽ đồng cảm về hai giọng ca này rồi. Còn ba giám khảo thì sao ạ? Xin mời anh Nam Cường ạ. Chú vẫn còn rất là nhiều cảm xúc mà sau khi nghe xong tụi con hát. Tụi con hát bài này rất là hay. Hòa âm hay, tụi con hòa giọng với nhau cũng cực kỳ hay. Đây là một trong những bài hát mà chú cực kỳ thích của Phan Mạnh Quỳnh đã viết ra, ca khúc Nước Ngoài. Và chú cũng may mắn được vài lần thể hiện bài hát này. Tụi con làm bài hát này nó cảm xúc và nó mới hơn rất là nhiều. Trước đây thì tác giả hát đã rất là hay rồi, và tụi con làm lại nó cũng không kém phần nào, thậm chí là có dạt dào cảm xúc hơn. Nhất là Đức Vĩnh hát và Quỳnh Anh, cái vocal của Quỳnh Anh vô á, rồi chú nổi hết ốc ác da gà, chú nổi hết trơn lên luôn. Nghe nó mang mát một cái gì đó, nó sâu thẳm và nó buồn kinh dị luôn. Nhưng mà thật sự mình phải trấn an lại để mình không phải bị rơi vào cái tâm trạng cảm xúc đó, để tiếp tục thưởng thức với tụi con. Và ngày hôm nay thì chú thật sự là đến bây giờ thì không phải là trách chương trình đưa mình vào cái thế gọi là những tiết mục quá khó chấm, mà phải nói là cảm ơn chương trình vì cho chú ngồi ngày hôm nay với những tiết mục quá tuyệt vời. Và đặc biệt tiết mục này chú rất là thích. Cảm ơn tụi con. Cảm ơn chị ạ. Cảm ơn chú Nam Cường. Tiếp nối cảm xúc xin mời cô Đăng Trang. Cô vẫn còn cứ suy nghĩ hoài về cái sự tinh tế của hai đứa con. Tại vì cô cũng không muốn nhắc đi nhắc lại, nhưng mà tự nhiên cô cũng phải nói là Đức Vĩnh với Quỳnh Anh là coi như là sở trường là dân ca. Mà bây giờ qua hát nhạc nhẹ, hát một cách rất là sâu sắc, hát rất là tốt. Cô chị thích. Hèn gì cái bài này á, cái bài này là thực sự Phan Mạnh Quỳnh, cái kiểu của Quỳnh á, nó có hơi mang âm hưởng của dân ca vào cái bài hát này, cho nên khi hai bạn này hát cái bài này có một số chỗ á, nó rất là phù hợp luôn. Đúng rồi, nó chỉ có một vài cái đá ngân luyến nhẹ đúng rồi, thôi. Đúng rồi. Nó đem lại một cái màu nó hơi dạt dào trong đó thôi. Mà đúng cái tinh thần của nhạc sĩ luôn đó chị. Cho nên cái đó là cái cô ngồi cô suy nghĩ hoài, cô thấy thực sự hai đứa con rất rất là khôn chứ không phải là bình thường. Cho nên cái đó là cái cô rất là cảm kích. Cô rất là thích cái cách ngân của Vĩnh. Cái ngân của con nó đẹp lắm. Và cô rất là thích cái sự tiến bộ, cái sự lắng nghe của Quỳnh Anh. Tại vì nhiều vòng trước cô hay nói con là hát rất hay, nhưng mà cái mặt không có cảm xúc. Nào mà diễn, cái phần diễn. Nhưng mà hai số vừa rồi hoàn toàn khác hẳn. Cái đó, cái khôn ở chỗ là không phải diễn xuất cho có cảm xúc, là phải diễn phô trương nó ra. Cái đó là cái nó sẽ phản tác dụng. Nhưng mà cảm xúc là từ bên trong lấy ra, mình nuôi dưỡng nó, xong rồi mình hát nó ra bằng cái giọng hát, bằng ánh mắt của mình, bằng cái sự cảm nhận chân thật của mình, thì người ta mới nhận được cái cảm xúc mà mình mang tới. Chứ không phải là cô nói con là con hát phải cảm xúc hơn, thế là con phải ráng, con gồng, con phải làm cho có cảm xúc. Không có. Cô rõ ràng cô nhìn thấy được cái xúc cảm từ bên trong hai đứa con khi mà hai đứa con hát ca khúc này. Rất là hay, một cái sự ấn tượng khác biệt nữa ở hai đứa con trong cái tiết mục này. Chúc mừng hai đứa con. Xin cảm ơn. Chú Long Nhật ơi, bây giờ tới lượt mình rồi ạ. Chú nhắc lại một lần nữa là chú là fan của hai đứa. Chú yêu Đức Vĩnh và Quỳnh Anh lắm. Mà hôm nay sự thật là cô Đăng Trang là con gái thì cô dễ khóc là chuyện tất nhiên rồi. Chú là đàn ông mà chú rất là mít ướt đó. Chú ngồi chú nghe tụi con hát mà nước mắt chan hòa vậy. Và khi mà nghe Đức Vĩnh hát, chú bỏ qua hết cái vấn đề thanh nhạc, chú không có bàn tới cái vấn đề thanh nhạc ở đây nữa.
Bởi vì tụi con hát quá hay, Đức Vịnh và Quỳnh Anh hát tròn vành rõ chữ, hát hay lắm. Nhưng mà sự thật là chú con nói về Đoan Trang là nhìn Đức Vịnh anh thấy cả anh hồi nhỏ không à, nó ốm nhỏ xíu con. Và chúng ta phải cảm ơn chương trình, cảm ơn đài truyền hình Vĩnh Long, cảm ơn Sen Vàng đã có cái chương trình tuyệt đỉnh song ca cặp đôi vàng nhĩ như thế này. Đây là những cái khoảnh khắc, những cái kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời của cả con. Khi mà sau này cả con trưởng thành rồi, cả con sẽ ngồi những cái ban giám khảo như là cô Đoan Trang, như chú Nam Cường, như là chú Long Nhật. Cả con sẽ có những cái bộ phim, những cái thước phim, những cái clip ở trên YouTube cả con coi lại, thì còn cả con thấy nó giá trị vô cùng. Chú nhắc lại một lần nữa, chú là fan của hai đứa. Cảm ơn chú. Thực sự ra bây giờ tụi con còn nhỏ, chưa hiểu được hết những cái giá trị này, nhưng biết đâu được khi tụi con lớn lên xem lại thì tụi con sẽ cảm thấy biết ơn chương trình này. Một ràng hỗ tay chúc mừng cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Đời em chưa biết phút em vui, yêu thương ngọt lành. Tôi thấy em
chưa biết tung tăng vui chơi bạn bè, tuổi thơ em chưa áo chưa cơm chưa vui học hành. Ôi đau xót, đời biết dù ca hát ta xin dựng lên lòng đành, lời hôm nay ta hát cho em yêu thương mộng lành. Vời lên ra tươi xót em thơ tương lai mịt mờ, bàn tay em cứ giữ em thơ tìm được những giấc mơ. Bàn tay em cứ giữ em thơ tìm được những giấc mơ. Tụi con ơi, tuy rằng là cái nội dung của cái bài hát đầu tiên á, thì nó cũng không trọn vẹn lắm đối với tất cả các bạn nhỏ đúng không? Mong muốn là có ba có mẹ trở về với mình, nhưng tụi con á, phần sau làm cho mọi người có một cái cánh cửa mở ra với sự lạc quan và tin tưởng là tụi con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Và ngày hôm nay với cái câu chuyện kể như thế này, không biết chị Đoan Trang, chị muốn nói gì với các con không ạ? Hai đứa con mỗi ngày mỗi khẳng định cho mọi người thấy cái đẳng cấp của tụi con. Hát kỹ thuật rất là tốt. Hát rất là ổn định. Cái đó là một trong những cái khó đó, giữ được cái phong độ cho mình. Bất cứ một cái bài hát nào cũng chinh phục một cách rất là dễ dàng đối với hai đứa con. Và phải nói là một lần nữa cô rất là khâm phục và người chọn bài. Chọn bài là một trong những cái khâu vô cùng quan trọng, bởi vì tụi con là một tờ giấy trắng. Người chọn bài là cái người sẽ đưa ra cái đường lối cho tụi con, để tụi con có được một cái phần biểu diễn thành công hay là không. Và cái phần biểu diễn của tụi con với những cái bài hát vừa phù hợp với lứa tuổi của tụi con, nhưng mà vẫn có đất để cho hai đứa biểu diễn hát đơn, hát solo, có những lúc hòa giọng với nhau, bè phối, mọi thứ rất là hợp lý. Một lần nữa cô xin được chúc mừng hai đứa một tiết mục thành công. Điềm tĩnh chị ha, hát càng ngày càng chững chạc và già dặn thiệt á. Già với sự già luôn, mà trong khi tuổi nhỏ xíu ha. Già chú Lâu Nhật, sao chú? Tuần này sao chú mê không? Nói chung là tuần nào hai đường làm chú khóc hết trơn. Hồi này trong màn hòa trang chú còn nói với cô Đăng Trang là nếu như mà có một ông buộc hay một bà tiên gì xuất hiện á, thì chú sẽ xin với ông buộc rằng là cho cha mẹ đừng ngồi già, cho cả con đừng ngồi lớn, và cho chú với cô ở nhà là cứ như vậy thôi. Thời gian nó dừng lại ngang đây là đẹp rồi. Cái phần đầu Đức Bình hát hay quá trời đấy, mà cái cột hơi nó vững chắc, có hát chững chạc như một người trưởng thành. Tôi khẳng định thêm một chuyện nữa là cái chuyện vợ dòng nó không có ảnh hưởng tới con một chút xíu nào hết, bởi vì cái kỹ thuật thanh nhạc của con rất là tốt luôn. Còn nói về Quỳnh Anh thì là có hát trống sáng, và cái bài hát đầu tiên là chủ nhìn qua cô Đăng Trang là cô Đăng Trang khóc, chủ cũng khóc. Nhưng may quá đi, tới cái bài thứ hai nó mở ra một cái cánh cửa mới, cái tương lai nó sáng ngời như là tương lai của cả con như vậy. Hát là phải chạm vào trái tim của người nghe và ở luôn trong đó, đừng có thèm ra nữa. Và hai con đã làm được điều đó. Chú yêu hai đứa con nhiều lắm luôn á, chú cho điểm cao lắm á nha. Lì ở trong đó luôn nha tụi con, đừng đi đâu hết. Hay. Về phần kỹ thuật thanh nhạc này kia nọ thì chị Đoan Trang và anh Long Nhật đã chia sẻ rồi. Thế thì không biết là một người, thôi bây giờ anh nói như vậy cho nó đơn giản dễ hiểu, là một khán giả ngồi thụ hưởng hết tất cả những cái cảm xúc này, không biết là Huỳnh Lập em đang muốn chia sẻ điều gì? Nói như vậy chính xác á, em có nghĩa là em đại diện cho khán giả và em được đúng quyền rồi, nói đi ha. Cảm xúc. Như vậy đi, chính Huỳnh Lập là người mới, khi mà Vĩnh hát mấy câu đầu thôi là Huỳnh Lập đã quay qua nói chị ơi, kỹ thuật hát tốt quá. Có nghĩa là cái kỹ thuật của tụi con chạm tới những người khán giả một cách rất tự nhiên. Rất tự nhiên. Đúng rồi. Không, nhưng mà anh bổ sung này nè, là tại vì anh vì chị Đoan Trang là dân thanh nhạc thì mày biết con hát cái kỹ thuật con giỏi. Nhưng mà cái kỹ thuật của Đức Bình Quân Anh ở đây còn một cái điều rất là đáng yếu luôn, là nó không có khó chịu, nó không có phô trương. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cho chú hỏi là hai con nhiêu tuổi rồi? Con 13, Quỳnh Anh cũng bằng con 13 tuổi. 13 tuổi. Nghe tụi con hát là chú muốn tuột xuống 12 vậy đó. Cảm giác chú trẻ hơn tụi con rất là nhiều luôn đó. Tại vì biết sao không, tụi con có được cái sự bình tĩnh, mà cái sự bình tĩnh này rất là khó tìm được ở lứa tuổi của tụi con. Khi mà tụi con hát cái bài này, nếu như mà tụi con, cái tâm lý tụi con không vững ấy, rất là dễ bị lung lay. Con biết lý do tại sao mà chú đạo diễn không có dàn dựng cho tụi con về cái tiết mục này không? Là bởi vì tụi con dư sức để mà có thể giữ được cái trái tim của khán giả trong mắt của tụi con luôn. Tụi con đừng bao giờ có một suy nghĩ là không biết là chú đạo diễn có bị thiên vị hay không, mà không dàn dựng cho mình mà cứ dàn dựng cho những tiết mục khác. Là bởi vì mỗi một tiết mục nó sẽ có một cái giá trị khác nhau. Giống như về cái tiết mục của tụi con đi, dựng nữa nó cũng bằng thừa. Nhưng mà sẽ có những tiết mục không dựng không được,
nó sẽ tùy vào cái giá trị và cái mục đích của cái bài hát nó như thế nào. Ở đây chú ghi cũng khá là nhiều luôn á, mà các anh chị cô chú bên đây nói hết rồi. Chú chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi. Chú như trên thôi. Như trên, chúc mừng tụi con. Cảm ơn chú. Chào tay cho Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Đông Bắc về đèn trên phố mờ sương lạnh, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tao, tay em lạnh môi em lạnh sao chẳng thấy ai, bông hoa hồng ai mang tặng sao chẳng thấy. Tiếng chuông chiều xa vỡ trong chiều hoang mang, kể tiếng gió của ai sẽ tan màn đêm rét mưa. Gió mùa đông bắc về đèn trên phố mờ sương lại, con chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc, tay em lạnh môi em lạnh sao chẳng thấy ơi, bông hoa hồng ai mang tặng sao chẳng thấy ơi, tiếng chuông chưa xa chim trên cây không hót, em ngồi em trải tóc, tay em lạnh môi em lạnh sao chẳng thấy ai, bông hoa hồng ai mang tặng sao chẳng thấy ai, tiếng chuông chưa xa vỡ trong chiều hôm. Và đó là Phương Nhi và Cát Viên. Cho tôi đứng ké cái coi. Trời ơi, sáng liền.
từ đầu chương trình hai cô gái này như là Thúy Kiều, Thúy Vân á, ngọt ngào và đẹp lộng lẫy như nhân vật trong tranh. Nhưng tuần này chị Trang thấy không, lột xác hoàn toàn. Mời chị Trang tiếp lời. Với bài này là một sự bất ngờ, phải nói là bất ngờ, cũng đúng như là những gì cô Đoan Trang mong chờ. Tại vì cô muốn nhìn thấy tụi con có một cái gì đó nó khác biệt. Mình phải làm một cái gì đó khác biệt để thấy rõ những cái màu sắc mà mình được trải nghiệm. Thì lúc đó người ta mới nhìn thấy mình đa dạng như thế nào, mình thông minh ra làm sao để mình có thể chinh phục tất cả những cái bước đi của mình. Và thực sự ngày hôm nay là với cái bài hát này cô đúng như là những gì cô mong chờ. Bởi vì cô biết bản thân hai đứa con nhìn bên ngoài là mấy cái tập đầu á, nếu như mà Nam Cường có coi xem mấy cái tập đầu rất là nhẹ nhàng, hòa quyện với nhau, bè phối tử tế, hát hò đàng hoàng. Nhưng mà bên trong hai cô gái này nè, hai cô bé này nè, là một cái nội lực kinh khủng. Hát đủ hết các thể loại âm nhạc và cái âm vực giọng rất là rộng, có nghĩa là nốt thấp cho tới nốt cao cả hai bạn đều rất là sáng. Đó, riêng các Viên á, cái âm trầm của con đẹp lắm. Đúng rồi. Mà cái lúc mà con hát solo đầu á, con kiểm soát từng câu, từng hơi thở của con, cô thấy con rất là chững chạc luôn á. Thì qua tới cái đoạn của bé Nhi, mấy cái âm đầu của con thì bình thường, nhưng mà con lại có lợi thế những cái âm trung và âm cao rất là sáng và đầy ma mị. Rồi cách của tụi con biểu diễn cái phong cách qua cái bài này, có nghĩa tụi con hiểu cái bài này như thế nào, tụi con mới biểu diễn được như vậy. Từng cái tóc của tụi con, cái cách tụi con thể hiện, ánh mắt, thật sự là cô bất ngờ. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô. Dạ tiếp theo ạ, mời anh Long Nhật ạ. Đây là một bài hát rất nổi tiếng của anh Lê Minh Sơn, một bài hát mang cái màu sắc của dân gian đương đại. Mà với cái tuổi nhỏ như cả con mà cả con làm được như thế này là chú rất là mừng. Sự thật là ngồi từ đầu tập cho đến bây giờ đó, thì mỗi thí sinh bước ra, mỗi cặp bước ra là đem đến cho tất cả các cô chú ngồi dưới này một cái niềm hạnh phúc nó lớn lắm. Tại vì các em lớn lên mỗi tập, các con lớn lên mỗi tuần và tiến bộ rõ rệt. Chú chỉ mong nè, một, nếu mà không tiến bộ được thì phải giữ được cái phong độ của mình. Các con không những không bị tuột, hơn thế nữa, các con giữ được phong độ và các con làm tốt hơn tuần trước. Và cái phần đầu của khi lúc cái phần solo của Phương Nhi và các Viên đó, tụi con hát rất là rõ lời, đậm đà cái bản sắc của cái ca trù, của cái ả đào của Bắc Bộ, mà cái không gian, cái tinh thần của bài hát của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, các con đã truyền tải được trọn vẹn để người xem về tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc và cái cảm xúc của cái tinh thần của bài hát, mặc dù tuổi đời của các con còn rất là bé. Chú thương các con. Cảm ơn chú ạ. Thế nên bây giờ thì không biết là anh Nam Cường muốn chia sẻ điều gì với các con với tiết mục này. Tụi con á, hai bạn đúng là Thúy Vân, Thúy Kiều. Bởi vì không phải là chỉ ở ngoài sắc vóc đâu, cái giọng hát tụi con có cái sự bổ sung cho nhau. Ví dụ như khi mà chú nghe các Viên hát á, thì lúc đầu vào rất là nhẹ nhàng, rất là ngọt. Nhưng mà những cái chỗ mà đằng sau khi mà con lên cao á, thì con lên vẫn tốt, nhưng mà chú vẫn nghe có gì đó nó chưa có đã. Có lẽ là nó chưa có vào cái bài này lắm so với giọng của Phương Nhi. Phương Nhi có thể đoạn đầu vô của con á, nó vẫn còn bình thường, nhưng mà chú lại thích cái màu sắc giọng của Phương Nhi ở cái bài này. Có cái một nó hơi có tí rót rót trong đó chị ha. Đó, cho nên là nghe rất là màu sắc. Và khi cái điều đó khi mà con bắn lên cao á, thì nó bổ sung lại cho các Viên. Và phải nói là tụi con phải cảm ơn cái người dàn dựng bài hát này cho tụi con về mặt âm nhạc. Bởi vì đã để các Viên là người vào đầu bài hát là nghe là hút ngay. Và sau đó khi mà đổi qua Phương Nhi hát một cái là một cái màu khác, nghe nó không bị chán. Tại vì hai cái đó nó giống nhau mà bạn sau mà hát nó mềm nữa là cái bài nó chán liền. Nhưng mà tụi con đã đổi màu, nghe rất là thích. Cảm ơn tụi con. Dạ, cảm ơn chú. Xin được cảm ơn Nam Cường, xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Thực sự ra thì các con ở đây mỗi bạn là một thế mạnh hoàn toàn khác nhau, mỗi bạn có một sở trường khác nhau, nhưng ráp lại với nhau mà hòa quyện được như thế này là tụi con rất là giỏi rồi. Hát song ca rất là khó đúng không chị Trang? Và chắc chắn là tụi con sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong những tập tiếp theo. Còn tuần này quá ấn tượng, một tràng hỗ tay cho Phương Nhi và các Viên.
lệnh vua hành quân trống kêu dồn, quan với quân lên đường, đoàn người xe cuối cùng vừa đưa theo lối sông. Phía cách quan xa trường, quan với quân lên đường, hàng cờ theo trống dồn, ngoài sân non cuối thôn vất vả ngầm ngùi bay. Sang rồi đi tiến binh ngoài ngàn, người đi ngoài vân lý quan san, người đứng chờ trong bóng cô đơn. Bên man khê của tung gió bụi mịt mùng, bên tiêu tương của thương tiếc nơi nhìn chung, người không rời khỏi kiếp gian nan, người bên thành tương đơn. Yeah.
đường chiều mịt mù cát bay toa bước ngược phi đường trường nếp tan y hùng cường vẫn còn bay trong gió bóng từ xa dấp dần qua bóng chàng chập trùng vượt núi non cù với hành lương đồ đưa chiếc gùm gươm danh tương dưới ta uy đem nhịp đi vó ngược phi nơi núi rừng, nơi núi rừng bên nợ tình thương, bên nợ tình thương bên nợ gian sương bên đồi ai ôn bên rừng đã đón đón đưa bóng trà đường về nước chập trùng xa nhiều đồi núi treo leo cây bắt rừng rươm ra đường vạn xuyên đường cổ lũy duyên núi sông vẫn như thăm nhỏ trên phiến đã mòn còn in dấu từ bóng cây ngôi mộ bên đường từ mái tranh bên đình trong làng nguồn sự xanh âm thầm vẫn sống bao mối thương vang dậy trong lòng vui ra đi rồi không ước hẹn ngày về ai quên ghi vào gan đã bao nguyện thề nhìn trên trường sinh biết người mong chờ vẫn nhớ nơi xa bao nhiêu năm bóng con đứng đợi trông về bao nhiêu phen thời gian xót phai lời thề người tung hoành bên núi xa xa người mong chồng con đứa muôn quá nhiều tiết tấu, sự hào hùng ở trong bài hát này. Và chờ đợi xem là cảm xúc của ban giám khảo ngày hôm nay như thế nào nhé. Xin được mời giám khảo Đoan Trang ạ. Cô rất là quý cái sự cố gắng của hai đứa con. Mình làm một cái gì đó khác biệt thì cũng luôn luôn là một cái sự mong chờ của bao nhiêu người. Nhưng mà cái khác biệt đó nó có thật sự là phù hợp với mình hay không cũng là cái để cho mình phải cân nhắc nha con. Cái bài này là một cái bài rất là hào hùng đúng không con? Nó phải có tiếng trống, nó phải có nguyên một cái dàn hợp xướng, nó phải có tất cả những cái gì đó nó hỗ trợ. Mà bây giờ chỉ có hai đứa con thôi cho nên nó nhìn chung á, phần nghe nó hơi lỏng. Nó lỏng ở cái chỗ là Đức Vĩnh con đang vỡ giọng, cho nên giọng của con không có lợi thế ở những nốt cao. Thì với bài này á, các chú cũng đã lách cho con tránh những cái tông quá cao. Tuy nhiên để mà giữ cái độ an toàn cho tụi con á, thì bài nó bị trì quá. Còn với Quỳnh Anh thì những cái phần hát của con ngày hôm nay thì lại rất là thành công. Con hát những cái trữ tình nhưng mà có những cái luyến lấy của dân ca vào, có những cái âm hưởng nó rất là ngọt. Và tất cả những cái nhã chữ của con hoàn toàn rất là đẹp. Đó là những cái gì mà cô góp ý cho hai đứa con thôi. Cảm ơn cô. Và tiếp nối xin mời giám khảo Hoàng Nhật Nam. Đây là cái tiết mục mà có rất nhiều cô chú, những giọng ca rất là kỳ cựu thể hiện. Và cũng phải cần có một cái bản lãnh nhất định trên sân khấu mới có thể gọi là đi hết được cái bài hát này. Hôm nay thì chú có cảm tình nhiều hơn dành cho Quỳnh Anh. Bởi vì cái giọng hát của Quỳnh Anh nó nhẹ nhàng. Chú nghe chú có cảm giác giống y như là chú có thể tưởng tượng được là những cái làn mưa hay là những cái cơn gió là lạnh thấu xương và nó đang len vào trong cái tâm hồn của cái người mẹ, nghe rất là thương cảm. Chú nghĩ rằng Quỳnh Anh hôm nay đã trưởng thành hơn những cái vòng thi trước và điều đó cũng làm cho chú rất là mừng. Hai con đã dám bạo gan trình diễn tiết mục này để thổi hồn cái tình yêu dân tộc, tình yêu những cái quá khứ vàng son của Việt Nam mình đến với khán giả khắp nơi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Đó, chú Nam nói là tụi con gan dữ lắm mới chọn bài này hát, cho nên tụi con phải tự tin. Một tráo tay cho Đức Vĩnh và cả Quỳnh Anh nữa.